Vốn Lâm Lạc muốn trừng phạt hai nghịch đồ này cũng sẽ không dùng phương thức đánh mông, nhưng lúc này hắn lệ khí triển thân, làm việc tùy tâm sở dục, căn bản không cách nào lấy suy nghĩ bình thường tới cân nhắc. Hắn vốn là lửa dục trực thăng, bây giờ hai tay vỗ vào kiều đính của hai nàng, để cho hắn càng thêm miệng khô lưỡi táo, mà hai nàng dưới tình huống này cũng không quên cám dỗ hắn, đem cái mông ưỡn lên, tựa hồ hoan nghênh hắn tiến vào. Hừ, mặc dù Lâm Lạc có nhập ma chi thế, nhưng ít ra còn biết mình đang làm gì, sau khi hừ lạnh một tiếng, Tân hình chợt lóe đã đi tới căn phòng của Đinh Đại Dung, nếu không cùng hai nữ nhân này dây dưa đi xuống, hắn thật đúng là không thể bảo đảm có thể đem các nàng hành pháp hay không. Người có phát hiện không, sư phụ có phản ứng, An Vũ chân cùng Mã Cẩn huyên Châu đầu ghé tai nói. Ân, ta còn sờ qua, thật là lớn, người cái tiểu yêu tinh này, lại dám cướp người ở trước mặt của ta. Hai nàng đều là lòng tin tăng nhiều, tin tưởng lại có một lần tình huống như thế, các nàng nhất định có thể đem lâm lạc câu lên giường. Đinh Đại Dung bất thình lình liền thấy Lâm Lạc xuất hiện, còn không có chờ nàng kịp phản ứng, ngọc thể đầy đặn mê người của nàng đã bị Lâm Lạc ôm ở trong ngực, một bàn tay càng là ở cái mông vung cao của nàng vuốt ve lên. Nàng biết lúc này Lâm Lạc đang đứng ở tình huống thế nào, tự nhiên sẽ không trách Lâm Lạc gấp gáp, còn vô cùng phối hợp nâng mỹ đồn, để cho Lâm Lạc có thể dễ dàng giải trừ võ trang của nàng, hiện ra ngọc thể tuyết trắng mềm mại của nàng. Nàng dùng ánh mắt tràn đầy nhu tình tới vuốt ve tâm tình bạo lệ của Lâm Lạc. Dưới tình huống như thế, Lâm Lạc sẽ không thỏa mãn với giao hoan hợp thể bình thường, hắn đem Đinh Đại Dung ôm đến bên cạnh bàn, để cho mỹ nhân đầy đặn mê người này nằm lên, đem cái mông tuyết trắng nhổng lên thật cao, hai chân thon dài thẳng tắp, chớp động ra nhục quang chói mắt, trong một mảnh rừng rậm đen nhánh, hồng môn khẽ nhếch, mềm mại như nhụy hoa. Người người này, đến tột cùng muốn làm như thế nào? Đinh Đại Dung quay đầu, một bộ thẹn thùng không thôi. Mặc dù là lão phu thê, nhưng mà bày ra tư thế như vậy thật là làm cho nàng đỏ mặt, may là không có những người khác ở đây, nếu không sẽ bị các nàng giễu cợt mấy trăm năm. Lâm Lạc cười hắc hắc, hai tay ở trên cổ nàng vuốt ve một lúc, lướt qua bụng dưới bằng phẳng của nàng, sờ lên hai vú, một tay nâng niu lên, nhẹ nhàng xoa bóp, để cho mặt ngọc của Đinh Đại Dung như nhuộm thải hà, kiều diễm ướt át. Đi vào đi, nàng thở gấp nói, bị Lâm Lạc trêu đùa đã là lửa dục như đốt. Nàng biết Lâm Lạc không có vội và tiến vào thân thể của nàng, là không muốn đem nàng làm thành công cụ phát tiết, lúc này mới cố nén, trước khơi màu tình lửa của nàng. Chính bởi vì như thế, nàng càng thêm nhu tình như nước, quay thân thể qua, nàng dùng tay ôm cổ lâm lạc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tình ý. Lúc này lâm lạc mới thật sâu tiến vào thân thể của nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, thân thể kịch liệt đụng chạm, linh cùng nhục giao hòa, cộng phổ một khúc hoan ca. Hừ, liễu bán yên nhìn thấy lâm lạc, không chút nào che giấu vẻ chán ghét của nàng. Lâm lạc hấp thụ tinh hoa của thập đại thần vương, đối hắn mà nói đây chỉ để cho hắn chống đỡ một chút, nhưng cảnh giới của Đinh Đại Dung quá thấp, dù chẳng qua là hấp thu một phần ngàn lực lượng cũng có thể làm nàng no chết. Chương 1418, Bản Nguyên Pháp Tắc, một, vì vậy, Lâm Lạc tự nhiên phải tìm người cùng nàng chia sẻ, trừ Phong Sở Liên Hoài Thai bây giờ không thích hợp tham gia ra, những kiều thê khác mưa móc dính đều, đều lấy được chỗ tốt lớn lao, chẳng những bị làm cho dung quang tỏa sáng, lực lượng tích lũy cũng là sải bước đi tới. Nhưng một đêm đại chiến, có thể giấu giếm được cửu tinh thần vương như liễu bán yên sao. Nàng là thời khắc đều cảnh giác Lâm Lạc đi gieo hỏa cho sư ánh tuyết, tự nhiên đem mọi cử động của Lâm Lạc nắm trong lòng bàn tay, cũng khó tránh khỏi nhìn đến một ít hình ảnh không nên nhìn. Dâm đồ, mặc dù vợ chồng người ta yêu như thế nào lại liên quan nàng chuyện gì, nhưng bị nàng thấy được cái không nên thấy, liễu bán yên tự nhiên sẽ không trách cứ mình nhiều mắt, mà là đem trách nhiệm đẩy tới trên người Lâm Lạc. Cái người hạ lưu này, lại muốn để cho nhiều nữ nhân như vậy phục vụ hắn, thật là bại hoại háo sắc chán ghét. Liễu Bán Yên cũng không có như Lâm Lạc tưởng tượng lạnh lùng như vậy, thời điểm hắn luyện hóa Hỏa Vân Thương gần ngàn năm, nàng cùng Tô Mị Chư nữ chung đụng cực kỳ gần gũi. Mà đúng là như thế, nàng mới càng thêm phẫn khí, rõ ràng chư nữ đều là ưu tú như vậy, cho dù là lấy được một người trong đó cũng là thiên đại phúc phật, người này lại còn tặc mi thử nhãn đối với mình đánh lên chủ ý. Thật hận không thể một kiếm chém hắn, Lâm Lạc không biết tại sao đối phương phải bày ra số mặt đối với hắn như vậy, nhưng hắn cũng biết nữ nhân này cho tới bây giờ cũng chưa từng có hảo cảm đối với hắn hơn nữa sau khi tấn nhập thần vương hắn đối với đoạn trí như biến mất kia cũng dần dần có khuynh hướng nhớ lại giống nhau đối với nữ nhân này sinh ra hảo cảm không được phu quân bây giờ chúng ta làm gì chúng nữ đều hướng lâm lạc hỏi bây giờ vô luận là ân hay thù tất cả đều hóa giải lâm lạc tạm thời có một loại giải thoát dễ dàng nhưng hắn trời xanh là mệnh chiến đấu cái này đột nhiên vô sự để cho hắn có một loại cảm giác cực độ nhàm chán giúp nữ nữ thành lập thần quốc, đánh xuống một giang sơn thật to. Sư ánh tuyết hai tay chống nạnh nhảy ra nói, tất cả mọi người nửa nụ cười, lâm lạc nhàn dỗi cũng là nhàm chán, liền cười nói. Vậy nữ nữ thần vương vĩ đại, chúng ta có thể phân chức quan gì? Tỷ tỷ đại nhân là quốc sư, sư tỷ là hộ quốc đại tướng quân, thanh A-di là tổng quản hậu cung, mị tỷ tỷ là. Sư ánh tuyết từng cái một phân xuống, đến lúc lâm lạc, tiểu nha đầu hắc 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 cười lên. Ta làm cái gì, ân, làm hoàng cung tiểu thái giám là được. Sư ánh tuyết ha ha cười lớn, mặc dù tiểu nha đầu chẳng qua là nhất thời nói đùa, nhưng đối với lâm lạc trước mắt không có chuyện gì làm mà nói cũng là một mục tiêu, sao không kiếm một thần quốc vui đùa một chút. Thật ra thì đây cũng không phải là hoàn toàn hồ nháo, bây giờ lâm lạc còn có hai chuyện chưa hoàn thành, cũng có thể nói cho tới nay cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là chân chính bổ khuyết tử đình. Nhưng hai chân và cuối cùng ở nơi nào, lâm lạc không có chút đầu mối nào hắn căn bản không có thể đi khắp thần giới tìm kiếm cho dù là giữa tử đỉnh cùng chân và tồn tại cộng minh mãnh liệt nhưng như cũng cần đến khoảng cách gần tương đối nhưng mà lấy thần giới to lớn không có một chút đầu mối hắn căn bản không có thể tìm được nếu như có thể thành lập một thần quốc mà nói như vậy trong thiên hạ chẳng phải là trong vương thổ muốn dò tìm chút dấu vết liền trở nên tương đối đơn giản nếu không có chút đầu mối nào không bằng cứ làm như thế được rồi tiểu nha đầu bắt đầu từ hôm nay người chính là tiểu hoàng đế Lâm Lạc xoa xoa đầu tiểu nha đầu. Oa ha ha ha, sai lầm rồi, không phải là tiểu hoàng đế, mà là đại ma vương. Sư ánh tuyết gạt đi tay Lâm Lạc vuốt đầu mình, nghiêm trang cải chính nói. Hảo hảo hảo, cứ quyết định như vậy. Ở chuyện gần như hồ nháo này, Lâm Lạc lựa chọn băng linh quốc làm căn cơ lập quốc, nguyên nhân rất đơn giản. Băng linh thần vương vẫn lạc không có bao lâu, bên trong quốc cảnh tám đại thượng thiên thần như con ruồi không đầu, chỉ cần hàng phục tám người này, thần quốc này coi như là tạo dựng lên. Liễu Bán Yên cũng không có ngăn cản bọn họ hồ nháo, tựa hồ ở trong mắt nàng chỉ cần sư ánh tuyết bình an vô sự hoặc là nói chơi được vui vẻ, nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Nàng bình thời cũng sẽ không hiện thân, có lúc ở trong dưỡng tâm hú cùng chúng nữ khác hàn huyên một chút, thuận tiện chỉ điểm chúng nữ ở pháp tắc lĩnh ngộ, nhưng đại bộ phận thời gian là đang bế quan tu luyện. Sư tỷ của ngươi còn tu luyện cái gì, chẳng lẽ nàng còn có thể đột phá cửu tinh thần vương, đạt tới cảnh giới cao hơn sao? Lâm Lạc kéo tiểu nha đầu qua hỏi. Sư ánh thuyết rốt cục muốn được như nguyện trở thành đại ma vương, tâm tình tự nhiên thật tốt, liền đi giải thích. Đại bại hỏi ngươi thật đúng là đần đột, ngươi xem thời gian đại đạo tổng cộng có 100 đường, ngươi tu tập một đường cùng hai đường, chiến lược sẽ giống nhau sao? Cái này hữu dụng sao? Dĩ nhiên, cái này mặc dù không giống kiêm tu thủy, hỏa đại đạo rõ ràng như vậy, nhưng mà thần vương cũng không có biện pháp tu luyện đại đạo bất đồng, chỉ có thể tố cầu chung nguyên lực. Nói cụ thể một chút, ai, nhìn phân lượng ngươi thành khẩn, bổn ma vương hào tâm chỉ điểm ngươi một chút, nghe cho kỹ a, à, liền lấy mẫu thân đại nhân của nữ nữ tới nói, nàng là chúa tể thời gian đại đạo, trí tôn thần hoàng, trừ một trăm món thời gian hệ chủ thần khí có thể giao phó cho thần vương pháp tác ra, mẫu thân đại nhân cũng giống nhau có thể. Tiểu nha đầu đã nắm bàn tay lâm lạc, để cho hắn đứng nghiêm trang, tỏ vẻ nàng cũng không phải là đứa trẻ nói loạn. Bất quá, tựa như chủ thần khí chỉ có thể giao phó cho một thần vương, mẫu thần đại nhân nắm giữ 100 thời gian pháp tắc cũng chỉ có thể giao phó cho nhiều nhất 100 người. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường thần vương cực hạn là 6.000. Dĩ nhiên còn có thêm thần thú thiên sinh địa dưỡng, như vậy cũng không chỉ số này. Sư tỷ bây giờ nắm giữ 6 đạo thời gian pháp tắc, cách 100 đạo đại thành còn kém xa. Lâm lạc không khỏi tức cười, cái này cho dù đạt tới cửu tinh thần vương lại còn có khác biệt khổng lồ như thế, mặc dù nắm giữ hai loại pháp tắc cùng đại đạo cũng không cường đại giống như thủy, hỏa loại pháp tác hoàn toàn bất đồng này, nhưng tu nhiều một đạo là có thể tăng cường một phần uy lực, đây là không kỳ quái chút nào. Khi sư tỷ ngươi nắm giữ một trăm thời gian đại đạo, liền lợi hại như mẹ ngươi. Lâm Lạc tiếp tục lừa gạt hỏi, không không không, mẫu nhà đại nhân là duy nhất, là bổn nguyên pháp tắc của thế gian bắt đạo, độc nhất vô nhị. Giống như nếu nếu đại ma vương vĩ đại, chỉ cần mẫu thân còn, nếu nếu liền vĩnh viễn không thể nào trở thành thời gian bổn nguyên mới. Chương 1419, bản nguyên pháp tắc, hai, lần này sư ánh tuyết cũng không có đem nói được một nửa liền dừng lại. Như vậy cũng giống như thượng thiên thần, cho dù là nắm giữ hắc động pháp tắc, nắm giữ tám loại đại đạo hoàn toàn bất đồng của thế gian, nhưng nếu không chiếm được chủ thần khí liền không cách nào trở thành thần vương, nhất định phải có một cơ hội. Như vậy, tử đỉnh là tồn tại gì? Có thể chấn chết chủ thần khí, tồn tại này tất nhiên là vượt qua chủ thần khí. Sư ánh tuyết cũng đã nói tử đỉnh cùng loạn không tiến của mẫu thân nàng có khí tức giống nhau, phải là thần khí cùng cấp số. Nhưng từ đỉnh lại trấn áp tám đạo chí cao pháp tắc, đều là vượt qua xa thần vương cấp, đây phải giải thích thế nào? Bất quá, ít nhất Lâm Lạc bây giờ cũng hiểu tại sao chưa giải chi, La Giang Lâm rõ ràng là cửu tinh thần vương lại vẫn không có tự lập môn hộ, bởi vì bọn họ còn muốn đạt được càng nhiều đại đạo truyền thừa. Mẫu thân của tiểu nha đầu chỉ có một đồ đệ như Liễu Bán Yên, mà tiểu nha đầu lại là tồn tại vô cùng đặc biệt, sẽ không đi cùng Liễu Bán Yên chiếm đoạt 100 chi thời gian đại đạo vì vậy, thành tựu tương lai của Liễu Bán Yên là cửu tinh thần vương trí tôn. Ít nhất, không đem hỏa hệ, thủy hệ, mộc hệ 500 chi đại đạo hoàn toàn nắm giữ là tuyệt đối không thể nào ngồi ngang hàng cùng Liễu Bán Yên. Nhưng tình huống hỏa ra, phạm ra cũng không một dạng, bọn họ đều là một gia tộc khổng lồ không thể nào đem cơ duyên thành tựu thần vương thả vào trên người của một người. Tộc nhân mình cũng phân không tới, còn có thể để cho ngoại nhân độc chiếm mấy vị trí thành tựu thần vương. Vì mới có hỏa vô cấu đi cướp đoạt hỏa vân thương. Thời gian dài như vậy, hỏa ra hẳn đã phát hiện hỏa vô cấu biến mất, kế tiếp hắn sẽ gặp cấp bậc trên thần vương đuổi giết hay không? Trước mắt sẽ không, đại nhân vật như vậy há sẽ với ra tay một thượng thiên thần, nếu không hắn điều giáo ra nhiều thần vương như vậy làm gì, chút chuyện nhỏ này cũng phải cho hắn tự mình xuất thủ. Lâm lạc hít một hơi thật sâu, hắn bây giờ cần nhất như cũ là thời gian, tới bổ khuyết tử đình, cũng đạt được chủ thần khí tới tăng tiến tu vi của hắn. Đại bại hoại, có phải sợ choáng váng rồi hay không? sư ánh tuyết xấu xa cười nói lâm lạc vỗ vỗ đầu của nàng đi thôi đại ma vương bây giờ chính là bước đầu tiên chinh phục thần giới của ngươi cũng tốt sư ánh tuyết vỗ tay vui mừng lúc này hai người đã đi tới bích hỏa thành thành chủ chính là một trong tám thượng thiên thần của băng nguyên quốc bích hỏa thiên hạt bích hỏa thiên hạt là yêu tu nhưng giống như nhân loại xem thường yêu tu yêu tu cũng xem thường loài người vị bích hỏa thiên hạt đại nhân này hoàn toàn không muốn để cho người hiểu lầm nàng xuất thân cao quý ở tên gọi rõ ràng chỉ ra bổn tôn của nàng. Bởi vì thần vương vẫn lạc, trong bích hỏa thành đều là lòng người bằng hoàng, ai cũng không biết kế tiếp sẽ có chuyện gì phát sinh ở trên đầu bọn họ. Đối với bích hỏa thiên hạt mà nói, không có thần vương chấn áp cố nhiên có thể tự lập một phương, nhưng giống nhau cũng ý nghĩa không có thần vương vì bọn họ che mưa che gió. Bích hỏa thiên hạt, mau ra đây nhanh đón bổn ma vương. Đi tới phủ thành chủ, sự ánh tuyết lập tức sát hầu hét lớn. Hồn chướng dám ở nơi này gọi thẳng danh bích hỏa đại nhân. Hai sơ vị thần canh cửa không khỏi giận dữ, mặc dù là tiểu nha đầu gọi, nhưng ánh mắt bọn hắn là nhắm ở trên người lâm lạc, tự nhiên cho là sư ánh tuyết chẳng qua là đứa trẻ bị cưng chiều hư, ngọn nguồn ở trên người đại nhân. Sắc mặt lâm lạc không khỏi tối sầm, xem ra chỉ cần cùng tiểu nha đầu ở chung một chỗ, không cần biết nàng làm chuyện gì xấu, nước bẩn là chắn chắn bắn lên người hắn. Hắn không khỏi lắc đầu một cái, khí thế thần vương hơi phát, cất giọng nói. Bích hỏa thiên hạt, mời đi ra gặp mặt. Khí thế kia của lâm lạc cũng không phải là nhầm vào hai người canh cửa, bọn họ không cảm giác chút nào, thấy hết nhỏ tới lớn, không khỏi tức giận cuồn cuộn, chẳng qua là còn không có chờ bọn hắn xuất thủ, chỉ thấy bóng người thoáng một cái, trước mặt bọn họ đã nhiều một nữ nhân mặc váy dài thúy lục. Chu phỉ như bái kiến thần vương đại nhân, bích hỏa thiên hạt bái lạy, hướng lâm lạc cung kính hành lễ. Nàng mặc dù là yêu tu, lại là nữ nhân vô cùng xinh đẹp, tô nhũ cao đính, eo nhỏ nhắn một bó, Mặt cười ở trong uy nghiêm lộ ra quyến rũ, một mái tóc dài xanh biết dài tới mông, có một loại phong tình khác thường. Hai sơ vị thần canh cửa kia đầu tiên là giật mình, bọn họ thấy Chu Phỉ như tự mình xuất hiện cũng đã vô cùng khiếp sợ, tưởng rằng vị thượng thiên thần này muốn tự mình xuất thủ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới vị đại nhân này cư nhiên trực tiếp quỳ xuống. Thần Vương đại nhân, tê, đứng ở trước mặt rõ ràng là một vị thần vương đại nhân. Hai người này tuyệt sẽ không cho rằng đường đường là thượng thiên thần sẽ nhận lầm người sau khi giật mình liền vội vàng cũng quỳ xuống theo, trong lòng hoảng loạn khó an, chỉ sợ Lâm Lạc ghi hận. Nhưng bọn hắn cũng là quá lo lắng, Lâm Lạc sẽ theo chân bọn họ dây dưa sao, lại nói, với hai người này mà nói cũng coi là tận trung chức thủ, theo chân bọn họ so đo không khỏi cũng quá hẹp hòi. Đứng lên đi, Lâm Lạc nhàn nhạt nói, tay phải ngăn lại, một cổ lực lượng nhu hòa nhưng không thể chống cự đã nâng chu phỉ như lên. Đa tạ thần vương đại nhân, chu phỉ như dị thường cung kính, bây giờ thượng thiên thần của bang linh quốc đều là trên đầu không ai bảo bọc gặp phải thần vương cái nào không cẩn thận nếu bị người làm thịt kia sẽ oan bao nhiêu thượng thiên thần quả thật cao cao tại thượng nhưng cũng là tương đối người nào lại cam tâm mấy trăm ước năm khổ tu hóa thành hoa trong nước đại nhân xin mời chu phỉ nhứ cũng sẽ không cho là lâm lạc muốn tới đây liếc nhìn nàng một cái để tỏ uy phong vội vàng mời lâm lạc vào trong phủ lâm lạc cầm bàn tay nhỏ bé của sư ánh tuyết gương mặt tiểu nha đầu kia tinh xảo dưới điều kiện tiên quyết không có bộc lộ ra bản chất ác ma là tuyệt đối người gặp người yêu một đường đi tới để cho tất cả mọi người sinh lòng yêu mến đi tới phòng khách ngồi xuống chu phỉ nhứ để cho người đưa lên trà thơm kính cần nghe lâm lạc chỉ thị mặc dù nói thượng thiên thần thân phận tôn quý ngay cả thần vương cũng sẽ khách khí nhưng đó là thần vương đối với thượng thiên thần bổn quốc đối mặt một thần vương không biết nàng tự nhiên chỉ có đem tư thái bỏ vào thấp nhất lâm lạc cười nhạt nói ta cố ý thành lập một thần quốc. Những lời này xuất khẩu, Chu Phỉ như chẳng những thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn hiện lên một tâm tình vui sướng. Chương 1420, Đại Ma Thần Quốc, không có thần vương che mưa che gió, Thượng Thiên Thần cũng giống như lục bình không dễ, ở trong mưa gió phiêu diêu. Bởi vì Thượng Thiên Thần cũng rõ ràng bằng thực lực của mình căn bản không có thể sáng lập thần quốc, nên quyết không có cái dã tâm này. Như vậy tự nhiên hy vọng có một vị thần vương chấn giữ, đây là quan hệ đằng cùng la làm bạn tương sinh vì vậy chu phỉ nhứ ngay cả một chút do so dự cũng không có vội vàng nói thiếp nguyện vì thần vương đại nhân phân yêu giải nạn không biết đại nhân muốn dùng quốc hiệu gì thiếp có thể liên lạc mấy vị thượng thiên thần của băng linh thần quốc tới cho đại nhân sử dụng lâm lạc cười ha ha một tiếng nói quốc chủ cũng không phải là ta mà là nha đầu này a à, ánh mắt của chu phỉ nhứ quét qua sư ánh tuyết không khỏi sừng sốt là tiểu cô nương khả ái này để cho một tiểu cô nương hư thần cảnh ngồi lên vị trí đứng đầu thần quốc cái này không khỏi cũng quá trò đùa đi. Hừ hừ hừ, không phục sao. Sư ánh tuyết hai tay ôm ngực, thần quốc của bổn ma vương liền gọi đại ma thần quốc, nhanh một chút tới tham bái bổn ma vương. Chu phỉ nhứ lộ ra rất là lúng túng, muốn nàng hướng lâm lạc thần phục đó là chuyện đương nhiên. Đây là thế giới thực lực xưng tôn, thượng thiên thần hướng thần vương thần phục chính là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng tiểu nha đầu này bất quá hư thần cảnh, nàng đường đường là thượng thiên thần, điều này làm cho nàng như thế nào nguyện ý. Lâm Lạc uy thế nhẹ phát, trong lòng Chu Phỉ Như nhất thời kinh hãi, thân thể mềm mại không tự chủ được mềm nhũn quỳ xuống. Nàng vốn là không qua đạo khảm trong lòng, bây giờ Lâm Lạc giúp nàng. Nàng cũng liền mất ý chống cự, cũng không có lập tức đứng lên, nhưng mà muốn nàng hướng sự ánh viết cúi đầu xưng thần lại như cũng không được. Nếu Lâm Lạc mạnh mẽ chèn ép, như vậy nàng có thể hoàn toàn khuất phục. Nhưng cũng có thể kích thích lòng mâu thuẫn, làm cá chết lưới rách, dù sao cõi đời này người có cốt khí cũng chưa chết tuyệt. Vì vậy, Lâm Lạc cũng không có làm áp lực nữa, ngược lại hắn đưa chỉ ra điểm một chút, đặt ở trên trán Chu Phỉ Nhứ. Thời điểm hắn ra chỉ, trong lòng Chu Phỉ Nhứ khẩn trương có thể nói là tới cực điểm, mặc dù thượng thiên thần ngay cả thần vương cũng phải kiêng kỵ, nhưng bây giờ nàng dựa vào cái gì đối kháng thần vương, nếu như Lâm Lạc muốn giết nàng, nàng căn bản không có một tia phản kháng. Hơn nữa, một chỉ này quá nhanh, mang theo đại uy thế trấn áp thiên địa, để cho nàng căn bản sinh không dậy nổi một tia chống cự. Uy áp như vậy, vượt qua xa băng linh thần vương trước kia. Ở trong chu phỉ nhứ vô cùng rung động, lâm lạc chỉ điểm một chút, lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc bao hàm thần vương cấp lập tức ở trong óc nàng giật đẩy ra, như mộ cổ thần chung, làm người sâu tỉnh. Thân thể mềm mại của nàng run lên, lập tức lộ ra vẻ kích động mãnh liệt, hướng về phía lâm lạc lần nữ yêu kiều bái lại nói. Đa tạ đại nhân thành toàn, loại phương pháp truyền thụ pháp tắc lĩnh ngộ này nàng trước kia có nghe nói qua, nhưng băng linh thần vương chính là thủy hệ, cùng nàng lựa chọn đại đạo không hợp, bởi vậy dù nàng trung thành cảnh cảnh như thế nào đi nữa, cũng sẽ không lấy được thần vương thụ đạo. Còn nữa, loại phương thức truyền thụ này đối với thần vương mà nói cũng là tiêu hao to lớn, dù là ái phi của thần vương cũng sẽ không dễ dàng lấy được truyền thừa. Nhưng Lâm Lạc chỉ là gặp mặt liền đưa ra một phần đại lễ như vậy, điều này có thể không để cho nàng kích động đến điên sao? Nàng bây giờ chỉ là Thượng Thiên Thần nhị trọng thiên trung kỳ, nhưng nàng tin tưởng chỉ cần tiêu hóa phần chỗ tốt này, nàng định có thể tiến vào hậu kỳ mặc dù điều này cũng cần thời gian rất dài nhưng mà để cho nàng thấy được hy vọng hơn nữa còn là hy vọng chân thực không giống như ở trong bóng tối lục lọi ngay cả đi hướng nào cũng không biết chẳng lẽ vị thần vương này là coi trọng nàng chu phỉ nhứ không nhịn được nghĩ như vậy nguyên nhân rất đơn giản nàng rất đẹp hơn nữa còn không phải là một loại đẹp bình thường lại là thượng thiên thần có tư cách cùng thần vương tương phối mà lâm lạc đưa ra phần đại lễ này là rất nặng không phải trí thân trí ái là sẽ không truyền thụ cũng khó trách nàng sẽ nghĩ sai. Làm vợ thần vương, nàng không khỏi động tâm, hồi tưởng khí thức của lâm lạc cường đại hơn băng linh thần vương rất nhiều, thân thể mềm mại của nàng không khỏi mềm nhún, gò má nóng lên. Còn bảy người khác, người cũng triệu tập bọn họ tới đây. Lâm lạc nhàn nhạt nói, nếu nói ân uy cũng thi, trước hắn cho thấy đại uy thế, đem chu phỉ như hù sợ, bây giờ tự nhiên cấp cho người ta một chút chỗ tốt, như vậy người ta mới có thể ra sức làm việc. Với thần vương khác mà nói, Loại truyền thụ chi đạo này là một đại tiêu hao, nhưng với Lâm Lạc là chuyện tình đơn giản, căn bản không để ở trong lòng. Nếu Lâm Lạc không có nói, Chu Phỉ Như tự nhiên cũng không có thể đầu hoài tống bão. nàng giàu gì cũng là thượng thiên thần, có tôn nghiêm cùng thẹn thùng của nàng. Hướng Lâm Lạc thi lễ một cái, nàng cáo lui ra, đi liên lạc bảy đại thượng thiên thần khác. Bất quá một ngày, tám đại thượng thiên thần nguyên thuộc về băng linh quốc tề tụ bích hỏa thành, Lâm Lạc chẳng qua là hơi hiện thực lực liền để cho bảy tên thượng thiên thần khác cam tâm thần phục mà sáu người trong đó là lấy được lâm lạc pháp tắc truyền thừa, đối với lâm lạc càng là kính phục sát đất. Bởi vì 7 người lấy được lâm lạc truyền thừa pháp tắc là tu luyện năm chi đại đạo, mà mặc dù có hai người đồng tu hỏa đạo, có hai đồng tu kim hệ, cũng là phân thuộc về một bất đồng, nhưng lâm lạc lại có thể để cho 7 người đồng thời lấy được truyền thừa, này ý vì cái gì? Lâm lạc tất nhiên nắm giữ 7 đạo trong ba nghìn đại đạo. Giới hạn ở tầng thứ thực lực, bọn họ cũng không biết thần vương cùng với bí mật của thần vương, lại làm cho bọn họ sinh kính sợ hơn, ân uy cũng thi, bọn họ sẽ không cảm thấy lại một tiểu nha đầu xương thần có cái gì ủy khuất. Dĩ nhiên, một cái duy nhất không có được lâm lạc thụ đạo là một tên thần linh thủy tu, mặc dù lâm lạc nắm giữ thủy hệ thần vương pháp tắc, nhưng bởi vì thiếu hụt cấm tự tương ứng ủng hộ, muốn hắn truyền thụ thủy hệ đại đạo chính là tự tổn 800. Vì các nàng phong sở liên, lâm lạc chịu, nhưng vì thu mua lòng một ngoại nhân, cái này lâm lạc không cần. Dù sao trên đời này thượng thiên thần còn nhiều, Hắn không quan tâm nhiều một thiếu một. Đại Ma Thần quốc chính thức thành lập, quốc chủ là một tiểu nha đầu nhìn qua chỉ có bảy tám tuổi. Lập quốc tự nhiên có tần khách tứ phương tới quan lễ, nhưng bây giờ thần bí cường giả khắp nơi săn giết thần vương, đây căn bản không có thần vương nguyện ý mạo hiểm rời thần quốc của mình, huống chi bọn họ căn bản không có ý xâm lược băng linh thần quốc, nếu không phải là Lâm Lạc cướp trước một bước, phiến quốc thổ này hẳn đã bị hoàn toàn phân chiếm. Chương 1421, Thần vương liệp sát giả một, nhưng thần vương không có tới, thượng thiên thần ngược lại tới không ít, bọn họ đều đối với quốc quân mới sự ánh tuyết sinh ra tò mò. Ở trong lịch sử thần giới, cho tới bây giờ không phải là không có kỷ lục không phải thần vương thành lập thần quốc, lúc này đột nhiên chạy đến một tiểu nha đầu hư thần cảnh lên làm quốc chủ, hơn nữa lại còn có 8 đại thượng thiên thần nguyện ý thần phục, cái này ai cũng hiếu kỳ. Sau khi đại ma thần quốc thành lập, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là khuếch trương lãnh thổ, đồng thời hướng năm đại thần quốc chung quanh phát khởi tuyên ngôn chiến tranh, để cho tất cả mọi người cảm thán thần quốc mới này quả nhiên chính là chàng nháo kịch đồng thời hướng năm đại thần quốc phát khởi khiêu chiến đây không phải là tự lấy diệt phong sao vậy mà chuyện tình phát sinh kế tiếp cũng để cho tất cả mọi người thất kinh thần vương năm đại thần quốc bị nhất nhất đánh bại rồi giết tuyên bố nguyện ý trở thành nước chi nhánh của đại ma thần quốc thần phục với đại ma vương mà một chi đại quân hung vật cũng để cho lòng người đảm hàn quét ngang hết thải sơn tặc mạnh phỉ đem toàn bộ quốc thổ thanh trừ sạch sẽ để cho người tầm thường xuất hành không lo Đại ma thần quốc lấy tốc độ để cho người ta không thể tưởng tượng nổi khuếch trương lãnh thổ, ngắn ngủi hơn trăm năm liền thâu tóm gần 20 thần quốc, thành lập được một thần quốc cực lớn cho tới bây giờ chưa từng có trong lịch sử. Bất quá, khoảng cách muốn nhất thống toàn bộ thần giới còn hành trình rất dài phải đi, để cho sư ánh tuyết rất nhanh không còn hứng thú, la hét muốn thối vị. Vì vậy đường điềm lên ngôi, tôn húy tiểu ma nữ. Không thể nghi ngờ, đại ma thần quốc là thần quốc cực kỳ cường đại trước mắt của toàn bộ thần giới, lãnh thổ to lớn, chỉ hạ chi chúng đều là độc nhất vô nhị, nhưng cái này giống nhau cũng là thần quốc cực kỳ kỳ quái, quốc chủ ba năm liền thay đổi, cho tới bây giờ cũng chưa có một định số, để cho tất cả mọi người kỳ quái một thần quốc như vậy còn không có phân băng chia rẽ. Mặc dù Lâm Lạc không phải là đứng đầu thần quốc, nhưng không thể nghi ngờ nắm giữ quyền lực chân chính, hắn phát động tất cả lực lượng đi dò xét tình huống dị thường trong phạm vi lãnh thổ, khắp nơi tìm kiếm tung tích chân vạc thứ bảy, thứ 8. Nhưng cái này còn không tìm thấy, Lâm Lạc đột nhiên nhận được huyết đao thần vương cầu cứu. Tới thượng thiên thần đều là kiệt ngao bất tuần, sao cương quyết bướng bỉnh, huống chi là thần vương cao cao tại thượng. Lâm Lạc có thể thuận lợi ở hơn trăm năm trong công chiếm hơn 20 thần quốc, hàng phục những thần vương kia như vậy, kỳ thật còn muốn quy công đến trên đầu thần vương liệp sát giả thần bí kia. Chính là vì người nọ vô tình tàn sát, để cho nhóm thần vương mỗi một đều cảm thấy bất an, ý thức được ở trước mặt lực lượng cường đại tuyệt đối, kỳ thật bọn họ cùng võ giả hậu thiên cũng không có quá nhiều bất đồng, đồng dạng sẽ bị vô tình đánh chết. Ở trước mặt áp lực cực lớn, bọn hắn lựa chọn hướng một cường giả khác thần phục để đổi lấy bảo hộ. Chính như thượng thiên thần thần phục với thần vương, đã trở thành con dân thần quốc, như vậy thời điểm có lực lượng cường đại giết đến tận cửa thượng thiên thần, thần vương tự nhiên phải đứng ra vì hắn ngăn cản tai ương, nếu không như thế nào tụ lại nhân tâm thần quốc. Huyết đao thần vương đúng là hơn 20 năm trước quy thuận đại ma thần quốc, bản thân là nhị tinh thần vương, ở trong chúng thần quốc tuy không coi là đạt trình độ cao nhất, nhưng mà tuyệt đối không thể xem như kẻ yếu. Lâm Lạc bỗng nhiên trợn mắt, phản ứng đầu tiên của hắn chính là thần bí cường giả kia rốt cuộc đem chủ ý đánh tới hắn rồi. Xíu, yêu yêu, thân hình hắn lóe lên, đúng là dùng thân thể trực tiếp bay vụt hướng huyết đao thần quốc trước kia. Sau khi tiến vào thần vương, không gian thuấn di của hắn cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, tuy không thể cùng liễu bán yên vừa xảy bước đi qua một thần quốc, nhưng so với dùng truyền tống trận thì mau hơn rất nhiều. Một bước, hai bước, ba bước, thân hình lâm lạc chấp động, sau nửa canh giờ liền đi tới Huyết Đao Thần Quốc. Chúng thần vương tuy thuộc sở hữu đến Đại Ma Thần Quốc, nhưng Lâm Lạc cũng không có tính toán cướp đoạt thống trị của bọn hắn, chỉ là để cho bọn hắn xưng thần, tiếp nhận hiệu lệnh. bất kể là hắn hay là Sư Ánh Tuyết, cho tới bây giờ cũng không có đem Đại Ma Thần Quốc coi vào đâu. Ngược lại là Triệu Ngọc Phi Phi thường có dã tâm, muốn đem Lâm Tiêu Dương đẩy lên bảo tọa quốc chủ, nhưng Lâm Tiêu Dương đồng dạng ngạo khí 10 phần, đâu chịu tiếp nhận loại vị trí không làm mà hưởng này hiện tại đang tập trung tinh thần khổ tu, nghẹn lấy uất khí muốn đuổi kịp và vượt qua mọi người đây này. Oanh, còn không có tiến vào thần thành của huyết đao thần quốc, liền chứng kiến từng đám mây hình nấm đáng sợ thẳng xé trời cao, toàn bộ thần thành đã là một mảnh rách dưới. Lâm huynh, cứu ta, huyết đao thần vương cảm ứng được lâm lạc đến, lập tức hướng hắn kêu to. Thần vương cuối cùng là thần vương, có ngạo khí, giới hạn thấp nhất của hắn, bởi vậy cũng không có xương lâm lạc là đại nhân, mà là xương huynh. Đương nhiên, cái này cũng cùng lâm lạc không có đăng cơ làm chủ có quan hệ, hắn đồng dạng là đại tướng dưới trướng của đại ma vương, như vậy mọi người tự nhiên có thể xưng huynh gọi đệ rồi. Đối thủ của huyết đao thần vương là một người thần bí đầu khoác áo choàng thực lực cường đại đến đáng sợ, một mực áp chế được huyết đao thần vương không có năng lực phản kháng mảy may, một kích xuống dưới là thần huyết cuồng phun. Ngũ tinh thần vương có thể làm cho huyết đao thần vương đau khổ chống đỡ, một là hắn có thể rút ra thần quốc chi lực, đủ để phát huy ra chiến lực tiếp cận tứ tinh thần vương, một phương diện khác hắn còn có chủ thần khí tuy chủ thần khí rơi vào tay trong thần vương cơ bản là uy lực suy yếu nhưng tứ tinh thần vương cũng đủ để phát huy ra chiến lược cấp bậc tứ tinh thần vương vậy thì tương đương với hai đại tứ tinh thần vương hợp chiến thần bí nhân kia hơn nữa chủ thần khí không sợ trọng kích cho huyết đao thần vương cơ hội kéo dài hơi tàn một mực chờ lâm lạc đến hư chỉ là nhất tinh thần vương cũng dám đi tìm cái chết trong ánh mắt người thần bí kia hiện lên một đạo hàn mang u ám một tay thò ra chụp vào cổ huyết đao thần vương, hắn muốn trước hết giết mục tiêu chủ yếu, lại tiêu diệt ra hỏa đi tìm chết kia. Không gian thuấn di, veo, lâm lạc vô cùng quỷ mị mà xuất hiện ở phía trước huyết đao thần vương, hắc động pháp tắc vận chuyển, hắn một quyền oanh ra, vừa đúng ngăn được một kích này của đối phương. Quyền, trưởng chạm nhau, lại quỷ dị mà không có phát ra một tia tiếng vang, không có tràn ra một tia dư âm lực lượng. Ô, hắc động pháp tắc, thần bí nhân kia nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Không hổ là thần vương, phản ứng nhanh như vậy, kỳ thật Lâm Lạc cũng không có đem hắc động diễn hóa, nhưng đối phương lại lập tức làm ra phán đoán chính xác. Chương 1422, Thần vương liệp sát giả. Hai, hiện tại ta có tư cách cùng ngươi đánh một trận chứ? Lâm Lạc đứng ngạo nghễ trời cao, hướng thần bí cường giả kia nói ra. Làm sao có thể, thần vương chỉ có thể nắm giữ một loại đại đạo, chủ thần khí là tuyệt không khả năng nhận thức một cái đã là thần vương làm chủ khuôn mặt người thần bí kia bị bao trong áo choàng nhìn không tới, nhưng hắn thì thào nói nhỏ lại quanh quẩn. Hắc động pháp tác nhất định phải ngũ hành ngưng tụ, ngũ hành cân đối, ở lúc thường thiên thần còn có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ, nhưng muốn đạt tới thần vương cảnh nhất định phải đạt được chủ thần khí tán thành, hoặc là năm vị trí tôn kia há sẽ liên thủ tạo một nhân vật như vậy đi ra. Lâm Lạc nghe hắn nói nhỏ, trong nội tâm hơi kinh hãi, thằng này rõ ràng biết rõ ngoại trừ chủ thần khí ra còn có tồn tại có thể bồi dưỡng được thần vương, đây chẳng phải là nói có được suốt thân cùng loại như sư ánh tuyết, chư giải chi sao. Oanh, lâm lạc dứt khoát cả người hóa thành hắc động, dù sao đã bị người nhìn ra chi tiết, lại không cần làm tiếp giấu giếm. Người đến tột cùng là thân phận gì? Hắn lớn tiếng hỏi, đáng tiếc chính là sư ánh tuyết không có tới, bằng không thì tiểu nha đầu này có khả năng nhìn ra đến tột cùng. Ô, loại kim hệ pháp tắc này, cái này cái này cái này. Thần bí nhân kia đột nhiên toàn thân phát run, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lâm lạc, chỗ mắt động tinh quang đại phát phảng phất như một đầu dã thú cực đói vô cùng khát vọng ăn uống thậm chí có một tia bổn nguyên pháp tắc bao hàm không có sai tuyệt đối không có sai người thần bí kích động vô cùng vươn tay ra trường hướng lên bầu trời ống tay áo cởi ra lộ ra hai bàn tay giống như hắc thiết đúc thành thế gian vậy mà còn có người có được kim hệ bổn nguyên pháp tắc thứ hai ha 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 đây là của ta của ta người thần bí đột nhiên giống như nổi điên nhưng hai cái thiết thủ lại bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, phảng phất bị nhiệt độ cao dung luyện, hắn gầm điên cuồng một tiếng, tật hướng lâm lạc nhào tới, hai tay chém ra, một mảnh kim chi lực huy sái, đem hết thảy sự vật trong phạm vi trăm dặm phụ gần toàn bộ kim loại hóa. Người này, biết rất nhiều che giấu, lâm lạc biết rõ mình nắm giữ kim, mộc, hỏa, thổ, không gian, thời gian pháp tắc xa xa ở phía trên thủy hệ pháp tắc, nhưng thủy hệ pháp tắc cũng đã là thần vương cấp, nhưng sáu loại khác là cấp bậc gì. Bổn nguyên pháp tắc, không sai, tám hệ chi nguyên, trí cao trí thượng. Thần vương pháp tắc cũng không phải một của thế gian, bổn nguyên pháp tắc mới là. Lâm lạc hơi chút hồi tưởng liền biết, trước kia vô luận là loại thổ hệ pháp tắc, kim hệ pháp tắc hoặc là hỏa hệ pháp tắc nào, hắn đều có thể thấy được chỗ bạc nhược yếu kém trong đó, đơn giản nhất niệm hóa chi. Thần vương pháp tắc lại chỉ là một loại bên trong tam thiên đại đạo, cho dù trong tử đỉnh trấn áp tám chi nào đó, lâm lạc tối đa cũng là có thể đối kháng tám chi bên trong tam thiên đại đạo, mà sẽ không mặc kệ mọi việc, chỉ cần thuộc về phạm vi đại đạo mà từ đỉnh phong chấn đều có thể hàng phục. Cái này vượt ra khỏi một của thần vương, thế gian bát pháp, bổn nguyên pháp tắc, đây là đại bí mật của hắn, dù là Liễu Bán Yên cùng Sư Ánh Tuyết cũng chỉ hoài nghi hắn có được thần khí cùng loại loạn không tiến, mà cũng không biết thành tựu đỉnh phong tương lai của Lâm Lạc sẽ đạt tới loại độ cao nào. Mẫu thân của Sư Ánh Tuyết nắm giữ không gian bổn nguyên pháp tắc, mới có thể đem 100 không gian hệ thần vương đại đạo toàn bộ truyền thừa cho Liễu Bán Yên. Hỏa ra lão tổ nắm giữ chính là hỏa hệ bổn nguyên, có 500 loại. Như vậy, khi tu vi lâm lạc chính thức đại thành, há không phải có thể chế ra tam thiên đại đạo. Năm đó lâm gia tổ tiên đến tột cùng là như thế nào vẫn lạc. Lâm lạc ở trong nháy mắt tung bay qua vô số ý niệm, mà lúc này một quyền của thần bí nhân kia đã oanh đến. Lâm huynh coi chừng, huyết đao thần vương vội vàng kêu lên, như thế nào lâm lạc rõ ràng ở trong lúc mấu chốt này ngây ngốc. Bang, bang, hai nắm đấm của người thần bí kia cùng một chỗ oanh đến trên người lâm lạc, nhưng đối với lâm lạc hóa thân hắc động mà nói, chỉ cần lực lượng không vượt qua hạn mức cao nhất hắn có thể thôn phệ, hắn căn bản sẽ không chịu tổn thương gì. Chỉ có chút thực lực ấy, lâm lạc cười nhạt một tiếng, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia khinh thường. Ngươi, ngươi dám xem thường ta, người thần bí nộ đến có chút cả năm rồi, đúng vậy, đường đường thần vương còn muốn giấu đầu lộ đuôi, ngươi ngược lại là cho ta một lý do để mắt tới ngươi lâm lạc hừ lạnh một tiếng một quyền chém ra b o a n g người nọ cũng vung hai đấm lên hộ ở trước mặt một thanh âm kim loại vang lên người thần bí bị đẩy lui ra hơn trăm dặm nhưng uy lực một quyền này đồng dạng bị hắn hóa giải người nọ thét dài một tiếng cuốn quay về tiểu tử người thật ngông cuồng hắn phát ra tiếng hô phẫn nộ bị vạch trần đến vết sẹo rồi hả lâm lạc một bên vung quyền đón đánh một bên y nguyên dùng ngữ khí khinh thường nói ra hừ đợi thời điểm thần công ta đại thành tất cả mọi người sẽ biết tên của ta. Người nọ khôi phục vài phần tỉnh táo, cùng Lâm Lạc bành 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 đánh nhau vài lần, hắn mang theo ngạo khí mãnh liệt nói ra. Lâm Lạc ý niệm xoay nhanh, thần công đại thành, hắn rõ ràng là ngũ tinh thần vương, hoàn toàn có thể một đường đi đến cửu tinh thần vương, đạt tới thần vương cực hạn. Vì cái gì hắn đi khắp nơi đánh chết thần vương đây? Tuy thần vương chết ở trong tay đối phương rất nhiều rất tạp, nhưng chỉ cần cẩn thận đối lập thoáng một phát, tuyệt đối là thần vương nắm giữ kim hệ đại đạo tối đa, kết hợp với người này vốn là kim hệ thần vương, lâm lạc có lý do tin tưởng, thần vương khác chỉ là đối phương vì che giấu ý đồ chính thức mà cố ý giết chết. Chuyên giết kim hệ thần vương, điều đó không có khả năng là cừu hận, tất nhiên đối với hắn có chỗ tốt. Thần công đại thành, trong nội tâm lâm lạc nghĩ tới rất nhiều khả năng, hắn cười ha ha, ra vẻ khinh thường nói. Người dù thu thập đủ 500 kim hệ đại đạo thì như thế nào, căn bản không có khả năng lấy bổn nguyên pháp tắc. Thập, thần bí nhân kia kinh hãi, toàn thân cự chiến, tựa hồ không có ngờ tới Lâm Lạc rõ ràng liếc mắt liền nhìn thấu mưu đồ của mình, nếu hắn không có che áo choàng mà nói, tất nhiên có thể chứng kiến biểu lộ thất sắc của hắn. Quả là thế, Lâm Lạc gật đầu, hắn chỉ là làm một cái suy đoán, đương nhiên cũng là suy đoán hắn cho rằng đáng tin cậy nhất, nhưng hiện tại xem ra là không sai rồi. Chắc hẳn ngươi có bí thuật gì có thể thôn vệ kim hệ pháp tắc của những thần vương sau khi chết kia lưu lại. Thần bí nhân kia gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc trong ánh mắt lộ ra hàn mang vô cùng đáng sợ, bí mật của hắn tuyệt không có thể bị bất luận kẻ nào biết rõ. chương 1423, hỏa ra đánh tới, một, người này, phải chết, hơn nữa trên người hắn còn có một tia kim chi bản nguyên, thần bí nhân kia không biết tại sao lại như vậy, nhưng hắn nhất định phải cướp lấy cơ duyên này. Chết, người thần bí kia gào thét một tiếng, hai tay lại vung, vô số đạo kim tiễn phát thiên hướng về lâm lạc bão táp mà đi. Lâm lạc không thể không thừa nhận, người thần bí này là một người mạnh nhất trong những người cùng hắn giao thủ. Hắn tuy có thể lực chạm tứ tinh thần vương, đó cũng là cực hạn, gặp được ngũ tinh thần vương là kết quả ngang tay, chỉ là ỷ vào tính đặc thù của hắc động, hắn có được năng lực vô hạn chiến đấu, cường hoành tăng liên tục. Ở điểm này, dù là cửu tinh thần vương cũng không cách nào cùng hắn liều mạng. Lâm lạc trấn áp không được đối phương, thần bí nhân kia cũng không có biện pháp trấn áp lâm lạc, hai người chiến đấu đến gió nổi mây phun, nhưng vẫn là kết quả ngang tay. Người thần bí kia tuy tu kim hệ đại đạo, nhưng lâm lạc có thể phát giác đến trong pháp tắc hắn sử dụng có bất đồng rất nhỏ. Ở cấp bậc thượng thiên thần cái này có thể sẽ không khiến cho lâm lạc có hoài nghi gì. Nhưng pháp tắc thần vương đã là một rồi, cái này còn không có cùng mà nói, là thuộc về một bất đồng. Người này, quả nhiên có thể thôn vệ pháp tắc lĩnh ngộ của những kim hệ thần vương sau khi chết kia lưu lại, đạt tới như liễu bán yên cùng tu chăm chi thời gian đại đạo. Một khi thật cho hắn thần công đại thành rồi, hắn thật đúng là có hy vọng trở thành đệ nhất nhân bên trong thần vương. Bất quá, liệu bán yên thiên tư chắc tuyệt như vậy, thậm chí còn có mẫu thân sư ánh tuyết sốc lòng thụ đạo, nhưng gần hai nguyên kỳ cũng mới nắm giữ sáu chi đại đạo, khoảng cách trăm chi đại đạo kém cực xa. Kim hệ có 500 đại đạo, khả năng bắt đầu lĩnh ngộ so với thời gian hệ đơn giản, vậy cho dù là năm so một cũng mới tương đương với 30 chi đại đạo. Muốn độc trường tất cả kim hệ đại đạo, cái này không có mười mấy nguyên kỳ tuyệt đối là người si nói mộng. Thật đúng là có nghị lực, lâm lạc vùng quyền như mưa, càng đánh càng hăng, Hắn không chỉ là có được hắc động pháp tắc, không gian pháp tắc để cho thân hình hắn cực tốc, thời gian pháp tắc để cho hắn hành động quỷ dị, đây đều là biến hóa vượt xa người thần bí kia tưởng tượng. Đối mặt địch nhân như vậy, người thần bí không khỏi phát lên cảm giác vô lực mãnh liệt. Căn bản không có khả năng đánh thắng được. Hắn kêu gào liên tục, đột nhiên thân hình lộn một vòng, tay trái hóa cung, tay phải hóa mũi tên, xíu. Yêu yêu, thoáng một phát, một mũi tên màu đen liền hướng Lâm Lạc bắn tới. Nhanh vô cùng, một mũi tên này trực tiếp đâm vào trong lâm lạc hóa thân hắc động. Thân hình lâm lạc run lên, rõ ràng không cách nào duy trì hình thái hắc động nữa. Biến trở về nguyên hình, trong ngực một mảnh kích sôi, sắc mặt mang một tia tái nhợt. Lực công kích thật cường đại, rõ ràng vượt qua hạn mức cao nhất của hắc động thôn vệ lực lượng, trực tiếp đánh hắn về nguyên hình. Phốc, người thần bí kia cũng không chịu nổi, thân hình hắn cự chiến, một đạo máu tươi lập tức từ trong miệng phun tới hiển nhiên hắn bắn ra một mũi tên này đối với bản thân hắn cũng là một hao tổn cực lớn, thuộc về đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn 800. Hơn nữa, Lâm Lạc chỉ là bị áp chế, đây là tự tổn một ngàn, đả thương địch thủ 800, thua lỗ. Ngươi, người thần bí lạnh lùng mà nhìn xem Lâm Lạc, trong ánh mắt chấp động tham lam, dã tâm, hắn tuyệt không buông tha cách nghĩ cướp lấy bổn nguyên pháp tắc trên người Lâm Lạc, nhưng không phải hiện tại. Hắn che giấu thân phận của mình làm việc, tự nhiên là có băn khoăn, trước kia lộ ra ngoài thời gian cũng đủ dài rồi hắn phải đi về ta sẽ trở lại đến lúc đó kim chi bản nguyên trên người của ngươi chính là của ta người thần bí cười lạnh một tiếng xíu yêu yêu bắn người bay lên hướng về phương bắc lướt gấp mà đi lâm lạc cũng không có truy kích trên thực tế hắn cũng không có nắm chắc đánh chết đối phương dù là đuổi tới chân trời góc biển thì như thế nào phải nhanh một chút tăng cường thực lực phải nhanh một chút tìm được hai chân và cuối cùng đa tạ lâm huynh tương trợ Huyết Đao Thần Vương hướng Lâm Lạc chắp tay, tuy miệng nói Lâm huynh, nhưng thần sắc tầm đó cực kỳ cung kính, đã đem mình đặt ở vị trí cấp dưới. Đây là tự nhiên, thần bí cường giả kia có được thực lực đuổi giết hắn, mà Lâm Lạc lại có thể cùng đối phương bất phân thắng bại, thậm chí còn muốn áp qua một bậc. Ý nghĩa Lâm Lạc cũng có năng lực đuổi giết hắn. Hắn trước kia tuy đã cùng Lâm Lạc giao thủ, nhưng lúc đó Lâm Lạc không có sử xuất toàn lực, bởi vậy Huyết Đao Thần Vương tuy tự nhận không địch lại, nhưng cũng không có đối với Lâm Lạc chịu phục như thế nào. Nhưng đến giờ khắc này, hắn mới hiểu được chiến lược giữa hai người tranh lệch đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Lạc khoát tay áo nói, người đã thần quốc chi nhân, ta không có lý không ra tay, không cần đa lễ. Lâm Huynh thật sự là ngay thẳng chi nhân, mời đến phía dưới uống chén trà nóng, để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị. Huyết đao thần vương cung kính nói ra, thứ nhất là kính phục thực lực của Lâm Lạc, thứ hai càng là thần bí nhân bỏ xuống tuyên ngôn ta còn có thể rồi trở về, để cho hắn dám qua sông đoạn cầu sao nếu thần bí nhân kia giết trở về, mà Lâm Lạc lại quyết định không cứu mà nói, vậy hắn hủy đi cũng không phải cầu, mà là tánh mạng của hắn rồi. Bởi vậy, hắn tất nhiên sẽ đối Lâm Lạc cung kính, nếu không phải cái giá đỡ thần vương bầy quá lâu, thật sự không bỏ xuống được, hắn cũng sẽ cúi người làm cháu. Không nói người thần bí uy hiếp, chiến lực bản thân Lâm Lạc cường đại đến đáng sợ, làm thịt hắn còn không phải cùng uống nước dễ dàng sao. Lâm Lạc cũng không tiện từ chối hảo ý của hắn, liền ở đằng kia dừng lại một phen, nhưng sau khi nói chuyện nửa buổi liền đuổi trở về, miễn ý tốt khi huyết đao thần vương muốn dùng mỹ nữ khoản đại hắn. Hắn thủy chung không rõ, vì cái gì rất nhiều người động một chút lại muốn lấy mỹ nữ đi ra làm lễ vật tặng người, chẳng lẽ tất cả nam nhân đều hẳn là háo sắc hay sao? Ngẫm lại mình kiều thêm một đống lớn, tựa hồ cũng không có lực lượng lẽ thẳng khí hùng, lâm lạc không khỏi hít một tiếng, rất nhanh liền trở về đại ma thần quốc. Quốc thổ vẫn còn tiếp tục khuất trương, theo biên cảnh quốc cùng quốc tầm đó biến mất, rất nhiều bí địa cũng lộ ra chân dung, khai phát ra một ít bảo vật, tuy có rất ít đồ vật lâm lạc có thể dùng đến, nhưng đối với thân nhân của hắn mà nói lại đạt được hữu dụng rất lớn. Vô luận là kiều thê hắn hay là nhi tử, mẫu thân vân. Vân, tu vi mỗi người đều rất nhanh tăng lên, ở lực lượng tích lũy có đan dược, thần tinh liên tục không ngừng ủng hộ, ở pháp tắc lĩnh mộ thì có lâm lạc không keo kiệt ban cho, chỉ cần tu luyện không phải thủy cùng lôi hai chủng đại đạo, những người khác không cần lo lắng phương diện pháp tắc lĩnh ngộ chương 1424, hỏa ra đánh tới, hai, ngắn ngủn ngàn năm thời gian trôi qua, nam nhượng hoa, mai hoa tiên tử có mộ tính tốt đã đi vào trung nguyên thần, ngay cả loại tư chất kém đến nổi để cho người không đành lòng nhìn thẳng như tô mị, tuyệt đối nên tự sanh tự diệt cũng tiến vào sơ vị thần. Tiến bộ nhanh nhất là lâm tiêu dương, tư chất của hắn kỳ thật nếu so với lâm lạc tốt hơn vạn lần, chỗ chưa đủ là pháp tắc lĩnh ngộ hoàn toàn không thể cùng lâm lạc so sánh. Thuộc về đem cả hai dung hợp thoáng một phát, lộ ra dung hòa một ít, đương nhiên loại dung hòa này cũng là tương đối hắn hiện tại đã tiến vào sơ vị thần đỉnh phong khoảng cách đột phá trung nguyên thần cũng chỉ có một bước ngắn lâm lạc nhớ tới năm đó lúc mình đột phá phải đẫm máu bách chiến nhưng hiện tại mọi người lại chỉ cần ngồi ăn đan dược lĩnh ngộ có hắn truyền cho tranh lệch này là to lớn bực nào nhưng hắn vất vất vả và đi đến một bước này không phải là vì để cho thân nhân người yêu đạt được đãi ngộ như vậy sao lâm lạc không nhịn được cười một tiếng cái này ngàn năm trôi qua bản thân hắn tiến bộ cũng không phải là không có, nhưng so với những người khác liên tục vượt qua đại cảnh giới, hiện ra hắn chậm lại, chỉ là đạt đến nhất tinh thần vương hậu kỳ, khoảng cách đột phá nhị tinh thần vương còn có đường tương đối dài phải đi. Lâm Tiêu Dương là tính tình ngồi không yên, huống hồ muốn đột phá trung nguyên thần cũng cần một cơ hội, hắn liền dẫn xương vô nguyệt đi ra thần thành, muốn lưu lạc ra ngoài, thuận theo thiên địa. Triệu Ngọc Phi tuy không bỏ, nhưng nhi tử cũng đã tới sơ vị thần đỉnh phong, nếu thực lực này còn chưa đủ để xông sáo khắp nơi, thật muốn để cho hắn làm hoa ở bên trong nhà kính sao Lâm lạc cho nhi tử bay cao lại âm thầm phái ra một gã thượng thiên thần âm thầm bảo hộ điểm ấy bảo hiểm biện pháp vẫn là phải dùng mà để cho mọi người đã đợi lại đợi là bụng của Phong Sở Liên đều hai nghìn năm sau bụng của nàng mới có chút nâng lên một tí tẹo khoảng cách thời cơ chín mùi không biết còn bao lâu Lâm lạc không khỏi có chút oán trách bất kể là hắn hay là Phong Sở Liên vì bảo hộ đứa bé kia đều là chịu đựng không có hoan hảo qua để cho hắn đối với phong mỹ nhân không biết chảy bao nhiêu nước miếng. Đối với cái này cao hứng nhất tự nhiên là sư ánh tuyết, chỉ cần tiểu bảo bảo không xuất thế, nàng có thể độc chiếm phong sở liên, không cần sợ lâm lạc đoạt cùng tiểu bảo bảo tranh thủ tình cảm, ước gì tiểu bảo bảo kia vẫn ở trong bụng phong sở liên đợi. Ngày hôm nay, tất cả mọi người ở hoa viên trong hoàng thành uống trà, nhưng một cỗ uy áp đáng sợ lại đột nhiên sinh ra, hướng về mọi người tuôn ra mà đi. Xoát, lâm lạc cùng liễu bán yên đồng thời nhảy lên, nhưng hiển nhiên liếu bán yên ở không gian pháp tắc nắm giữ ít nhất vượt xa lâm lạc trước mắt đoạt trước lâm lạc bổ ra một trường lập tức đánh sơ sát không gian hiện ra ba bóng người đây là ra oai phủ đầu sao lâm lạc lạnh lùng nói ra ở trước mặt hắn xuất hiện ba người đều là thần vương trong đó còn có một đạt đến cửu tinh thần vương chư giải chi nguyên lai liếu cô nương đã ở đây chư giải chi ôm quyền thi lễ một cái việc này cùng loạn không nhất mạch không quan hệ kính xin liếu cô nương đừng nhúng tay Chuyện gì, Liễu Bán Yên không đáp ứng cũng không cự tuyệt tuyệt, chỉ là lạnh lùng hỏi, nhưng trong lòng thì tin tưởng đối phương rốt cuộc nghĩ đến hỏa vô cấu chết cùng Lâm Lạc có quan hệ, mà chạy đến tận cửa. Việc này, nguyên nhân gây ra vẫn là hỏa vô cấu nhục mạ sư ánh tuyết trước, này cho dù Liễu Bán Yên cực độ không thích Lâm Lạc hoa tâm phong lưu, nhưng vẫn muốn nhúng một tay. Người này giết tộc nhân hỏa ra ta, tự nhiên phải dùng mệnh đền mạng. Hai người cùng chư giải chi đồng hành theo thứ tự là một nam một nữ, đều là có một túi da tốt, nam anh tuấn xuất khí, nữ xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng bọn hắn còn có một chỗ cộng đồng là ngạo mạn, giống như muốn đem lỗ mũi hướng lên trời, một bộ cao cao tại thượng không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Nàng kia ngón tay chỉ lâm lạc, dùng ngữ khí lạnh lạnh nói. Ánh mắt liếu bán yên lạnh lùng ở trên người nàng quét qua, thản nhiên nói. Hỏa vô cấu nhục sư muội ta, tội không thể xá, người này là tuân lệnh ta đánh chết ác đồ không che đậy miệng kia, các người muốn báo thù, loạn không nhất mạch sẽ tiếc. Hí, Ba người chưa giải chi đồng thời biến sắc, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vô luận là hỏa thị nhất tộc hay là loạn không nhất mạch, đều đại biểu cho một chi thiên địa bổn nguyên, chính là mạnh nhất thần giới, không có phân chia cao thấp, nếu hai thế lực lớn khai chiến, hậu quả không thể lường được. Nhưng mà loạn không nhất mạch nhân khẩu rất thưa thớt, liễu bán yên có thể quyết định, muốn chiến liền chiến. Nhưng ba người bọn họ cái nào đều không thể đại biểu hỏa thị nhất tộc, muốn cùng loạn không nhất mạch là địch, bọn hắn cái nào dám sằng bậy, một mình làm chủ chỉ là ở điểm này bọn hắn đã ở vào bị động tuyệt đối trầm ngâm một hồi lâu chư giải chi mới nói hỏa ra cùng loạn không nhất mạch nhiều thế hệ giao hảo há có đạo lý trở mặt thành thù liễu cô nương vẫn là đừng nhúng tay mới tốt liễu bán yên hừ nhẹ một tiếng ánh mắt ở trên thân ba người quét qua ngay thời điểm ba người chư giải chi cho rằng nàng cự tuyệt ý nghĩ của nàng lại xoay chuyển nói nếu các ngươi đồng ý không lấy lớn hiếp nhỏ chỉ phái ra người tối đa cao hơn một cảnh giới cùng người này giao chiến như vậy loạn không nhất mạch có thể không nhúng tay vào nếu như không có trước kia nàng cường thế tuyệt đối cái loại khơi mào hai thế lực đại bổn nguyên đại chiến này cũng sẽ không tiếc hào khí như vậy vô luận là chư giải chi hay hai người hỏa gia khác đều khó có khả năng đáp ứng yêu cầu của liễu bán yên giết người hỏa gia bọn chúng đi còn muốn một trận chiến công bình mặt mũi hỏa gia há có thể khi nhục tự nhiên phải bằng chiến lực cường thế một lần hành động nghiền áp nhưng trước đây liễu bán yên lập uy lực lượng của bọn hắn thoáng cái tựu chưa đủ rồi Nhìn thấy Liễu Bán Yên chịu lui nhường một bước, bọn hắn nào còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Huống chi, mặc dù Liễu Bán Yên nói không thể lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng lại đồng ý cho người Hỏa Gia xuất chiến có thể so với Lâm Lạc cao hơn một cảnh giới, đây không phải là tương đương với đem Lâm Lạc bán đi sao? Lâm Lạc bất quá là Nhất Tinh Thần Vương, như vậy chỉ cần Hỏa Gia tùy tiện phái ra Nhị Tinh Thần Vương là có thể nghiền áp. Bất quá, Hỏa Gia chi nhân cũng không phải là thông qua chủ thần khí tiến vào thần vương cũng không thể mượn nhờ chủ thần khí rút ra thần quốc chi lực. Nếu như Lâm Lạc có được chủ thần khí mà nói, như vậy sự tình lại không dễ nói. Bọn họ đều biết hỏa vân thương rơi xuống trong tay loạn không nhất mạch, mà loạn không nhất mạch lại chỉ có ba người, cái nào cũng khó có khả năng tiêu hóa được chỗ tốt của hỏa vân thương, như vậy hỏa vân thương chính thức rơi xuống tay ai không nói cũng hiểu rồi. chương 1425, Chiến ước, Lâm Lạc, cho nên, tiểu tử này đi vào thần vương. Ba người chư giải chi đều là tu luyện hỏa hệ công pháp, có thể tinh tường cảm ứng được trên người Lâm Lạc có một cỗ khí thức hỏa hệ đại đạo, bọn hắn tự nhiên nghĩ rằng Lâm Lạc có thể tiến vào thần vương là vì Lâm Lạc đã được hỏa vân thương nhận chủ. Nhưng cái này có chút phiền phức rồi, Lâm Lạc có được chủ thần khí, có thể rút ra thần quốc chi lực, mà đại ma thần quốc này giống như lại rất lớn, ít nhất có thể tăng lên gấp 10 lần lực lượng, như vậy thằng này đã có được năng lực chống lại nhị tinh thần vương. Muốn giết Lâm Lạc không dễ dàng, ít nhất phải xuất động một yêu nghiệt cùng giai vô địch mới được. Nhưng loại yêu nghiệt này muốn tìm là có sao, lại phải đặc biệt là nhị tinh thần vương, đó căn bản là không thực tế. Tâm tình ba người chưa giải chi vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp lập tức lại trở nên ác liệt lên. Cái này liễu bán yên không phải là cố ý trêu đùa hí lộng bọn hắn sao? Liễu cô nương, yêu cầu này có chút quá mức, nam tử trong ba người nói ra, hắn cùng với nữ tử khác đồng dạng đều là tam tinh thần vương, ở hỏa gia không tính là lợi hại cỡ nào, nhưng chạy đi ra bên ngoài tuyệt đối là siêu cấp cường giả số 1 số 2. Liễu Bán Yên không có biểu lộ, trên thực tế hai tam tinh thần vương lại có tư cách gì cùng nàng nói chuyện ngang hàng. Nàng nhìn thấy chưa giải chi tựa hồ lại trầm tư, hồi lâu sau mới nói. Có thể cao hơn hai đại cảnh giới, nhưng không được vận dụng bất luận âm mưu quỷ kế gì, nếu không loạn không nhất mạch tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Nghe được nàng nhượng bộ như vậy, ba người chưa giải chi đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cao hơn hai cảnh giới thì dễ làm nhiều hơn. Bởi vì cho dù là thần vương có thể thừa nhận được lực lượng cũng chỉ là gấp trăm lần chi lực, Lâm Lạc bây giờ là nhất tinh thần vương, dù cho tính toán đâu ra đấy cũng có thể thông qua chủ thần khí rút đến gấp trăm lần chi lực, tối đa phát huy ra chiến lực của tam tinh thần vương. Hơn nữa, tuy đại ma thần quốc rất lớn, nhưng muốn để cho Lâm Lạc rút ra gấp trăm lần chi lực cũng rất khó rất khó. Liễu cô nương, dùng thân phận của ngươi, tuyệt sẽ không nói đùa chứ. Chư giải chi theo sát một câu, chỉ sợ liễu bán yên đổi ý. Liễu bán yên phất tay áo, lạnh nhạt nói. Tự nhiên không phải nói đùa. Ba người chưa giải chi hai mặt nhìn nhau, đều gật đầu nói. Vậy theo liễu cô nương chi ý, tiểu tử, tới nhận lấy cái chết. Hỏa ra nữ thần vương hướng lâm lạc kêu lên, nàng có mười phần nắm chắc tiêu diệt lâm lạc. Liễu bán yên hướng lâm lạc nhìn sang, hạ giọng nói. Đừng sát nhân, tận lực ẩn giấu thực lực. Nàng đương nhiên biết rõ chiến lược chân thật của lâm lạc, đừng nói kém hai cảnh giới, dù là ba cảnh giới cũng bị lâm lạc nhẹ nhóm tiêu diệt. Nhưng hỏa gia cao thủ vô số, nếu lâm lạc lại giết hỏa gia chi nhân, tránh không được sẽ khiến hỏa gia thẹn quá hóa giận, liều mạng cùng loạn không nhất mạch vạch mặt mà cường sát lâm lạc. loạn không nhất mạch thật sẽ vì lâm lạc mà cùng hỏa gia toàn diện khai chiến sao? Bởi vậy, trước dùng lời nói vây khốn hỏa gia, chỉ cần lâm lạc không có làm ra chuyện không thể vãn hồi, hỏa gia cũng sẽ không tự mình mất mặt. Chẳng lẽ muốn giết nhất tinh thần vương còn cần xuất động cao thủ đứng đầu gia tộc? Mặt mũi của loạn không nhất mạch lại há có thể không cho. Lâm lạc gật gật đầu, tuy trong lòng của hắn là tương đối nén giận. Đối phương đã giết đến cửa, hắn lại chỉ có thể tự vệ, cái này để cho hắn làm sao có thể tâm bình khí hòa. Nhưng hắn tuyệt không có thể hành động theo cảm tình, hiện tại đừng nói hỏa ra lão tổ, chỉ là chư giải chi cũng có thể nhẹ nhõm đuổi giết hắn, không có ra tay là vì cố kị loạn không nhất mạch loại cảm giác ăn nhờ ở đậu này thật sự là không xong lâm lạc âm thầm bóp bóp nắm tay thực lực của hắn bây giờ còn không đủ còn phải trở nên cường đại hơn nữa hỏa ra nữ thần vương bay nhào tới trong tay tế ra một thanh trường kiếm thân kiếm phát hỏa diễm đốt đằng tựa hồ một tia hỏa diễm liền có thể đem người sinh sinh đốt thành cho tàn ánh mắt lâm lạc không khỏi sáng ngời thanh trường kiếm kia của đối phương tuy không phải chủ thần khí nhưng cũng là thần liệu tương đối chân quý trong đó chất chứa lực lượng đã vượt qua thiên thần khí nhưng bởi vì chủ thần khí chính là thiên địa bao hàm dưỡng dục độc nhất vô nhị chỉ có một kiện chủ thần khí vẫn lạc thiên địa mới có thể bao hàm dưỡng dục ra kiện thứ hai bởi vậy kiện thần khí này tuy chỉ có thể coi là thiên thần khí nhưng chỉ xem lực lượng chất chứa trong đó lại đạt đến trình độ nhị tinh thần vương so không được chủ thần khí nhưng đối với lâm lạc mà nói là đại bổ tri vật hư người không thể giết nhưng thiên thần khí này thì không khách khí lâm lạc duỗi tay phải ra nhắm hỏa ra nữ thần vương một quyền oanh tới Trường kiếm màu vàng, dây leo màu xanh lá, thiên thạch màu xám, hàn băng xương bạch, bốn đạo pháp tắc chi lực đan vào, diễn hóa ra đại uy lực khủng bố. Cái gì? Ba người hỏa ra đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Một gã thần vương rõ ràng có thể dùng ra bốn loại đại đạo pháp tắc hoàn toàn bất đồng. Nói đùa gì vậy, đó căn bản là chuyện không thể nào. Không có một kiện chủ thần khí nào sẽ nhận thức một thần vương làm chủ, hơn nữa bốn vị lão tổ đại năng nắm giữ bổn nguyên kia há sẽ đi bồi dưỡng một ngoại nhân cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bành, hỏa ra nữ thần vương bị một quyền của lâm lạc oanh lui về, song phương ở trên lực lượng không chia trên dưới. Không có sử dụng lực lượng hỏa hệ, là vì lâm lạc sợ đối phương cũng như thần bí cường giả kia đồng dạng, phát hiện hắn có được hỏa chi bản nguyên pháp tắc. Hắn không biết này sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, huống hồ hắn lại không cần sát nhân, tự nhiên cũng không cần tế ra chiến lược mạnh nhất. Kỳ thật lâm lạc là đa tâm, người có thể phát giác đến bổn nguyên pháp tắc cũng không nhiều, ít nhất ba người hỏa ra trước mặt hắn này còn không có năng lực như thế. Liễu cô nương, thằng này đến tột cùng là người nào? Chư giải chi nhịn không được hướng liễu bán yên hỏi, một thần vương độc trưởng bốn đạo thần vương pháp tắc, cái không thể tưởng tượng này đã đến trình độ hoàn toàn không thể tiếp nhận. Ta cũng không biết, liễu bán yên đừng nói thật không biết, cho dù biết lại há sẽ nói đi ra. Hừ, lại cổ quái thì như thế nào, cuối cùng chỉ là nhất tinh thần vương mà thôi. Hỏa ra nữ thần vương không phục quát, thần vương tầm đó mỗi nhất tinh cấp tranh lệch đều là nghiền áp, huống chi nàng còn có một thanh thần kiếm, tuy ở bên trên pháp tác chỉ có thượng thiên thần cấp, nhưng lực lượng có thể so với nhị tinh thần vương, cũng không tin làm không hết một gia hỏa vừa mới tiến vào thần vương. Xoát xoát xoát, nàng vũ đãng trường kiếm, bên trong hỏa diễm cuốn vũ hóa thành từng con liệt hỏa phượng hoàng, hướng về lâm lạc thanh minh lê Xít gào, chấn động hỏa rực hướng về lâm lạc đánh giết mà đi. Trường 1426, bại lui, 1 Lâm Lạc chấn định như núi, thiện tay oanh quyền oanh trưởng, hết sức kiến tạo ra một hiện tượng song phương thế lực ngang nhau, đem chiến cuộc không ngừng kéo dài, để cho hỏa gia nữ thần vương luôn có một loại ảo giác chỉ cần lại đề thăng một tí tẹo lực lượng liền có thể đạt được thắng lợi. Hai người kịch chiến không thôi, các nàng tô mị thì ở dưới đáy xem cuộc chiến, tuy rõ ràng đã được sự ánh tuyết cáo chi Lâm Lạc không có sử xuất toàn lực, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, làm cho các nàng không cách nào bình tĩnh. Lâm Lạc dần dần phát lực, dùng ưu thế yếu ớt chiếm được thượng phong, cũng càng đánh càng hăng, ép tới hỏa ra nữ thần vương không ngừng hét giận dữ liên tục, lại thủy chung không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn, bị áp chế được chỉ còn lại có chống đỡ chi lực. Hỏa y, người không phải là đối thủ của hắn, lui ra. Chư giải chi cao mày nói ra, không, ta nhất định có thể giết hắn. Hỏa ra nữ thần vương kia không cam lòng kêu lên, nếu nàng thua ở trong tay một nhất tinh thần vương, cái này lại để cho nàng còn có mặt mũi nào đi gặp người trong gia tộc. Đừng tưởng rằng hỏa ra là hòa hợp êm thấm, Nội bộ đại gia tộc phân tranh cho tới bây giờ sẽ không đoạn tuyệt, nếu nàng mang theo sỉ nhục thua ở trong tay nhất tinh thần vương trở về, ngày sau mơ tưởng lại đạt được gia tộc coi trọng, nghiêm trọng mà nói, thậm chí còn sẽ thu hồi thần vương pháp tắc của nàng. 500 hỏa hệ đại đạo, không nhiều một cái, không thiếu một cái, cũng chỉ có thể sinh ra 500 thần vương, hỏa gia tộc nhân nhìn chằm chằm vào đạo thần vương pháp tắc kia của nàng không biết có bao nhiêu. Bang, 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 lâm lạc lại thoáng bỏ thêm chút sức, mà đây đối với hỏa họa y mà nói là tai họa thật lớn rồi. Nàng vốn là đau khổ trèo trống, đạt đến cực hạn, dù lâm lạc chỉ phát hơn một tí tẹo lực lượng, đối với nàng mà nói đều là một căn rơm giả dạ cuối cùng đè sập lạc đà, phòng ngự lập tức tan rã, lảo đảo lùi lại. Lâm lạc một tay phất ra, trường kiếm trong tay của hỏa họa y lập tức bị hắn đoạt xuống. Đưa bảo kiếm cho ta, hỏa họa y thét to, cái kia tuy không phải chủ thần khí, nhưng cũng là một kiện trí bảo. Nàng chỉ là lấy được quyền sử dụng, cũng không có nghĩa là có thể do nàng xử trí. Ngươi muốn lấy tánh mạng của ta, ta chỉ thua ngươi một thanh kiếm, đã xem như tiện nghi ngươi rồi, chẳng lẽ tánh mạng của hỏa gia đại tiểu thư còn kém một thanh kiếm sao? Lâm lạc nhàn nhạt nói, đáng giận, người tiện chủng này, mau đưa bảo kiếm cho ta. Hỏa họ hỏa y chỉ biết tái diễn lời nói giống như vậy. Thua ở trong tay lâm lạc đã vô cùng nhục nhã, nếu bảo kiếm kia cũng mất mà nói, nàng về đến gia tộc cũng không phải là vấn đề mất mặt, mà là chịu lấy trừng phạt rồi. Ngươi đã muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, cái kia liền thành toàn ngươi. Lâm lạc hai đấm liền vũ, bành bành bành, liên tiếp 17 quyền oanh ở trên ngực hỏa họa y, đem nữ nhân này đánh bay ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Chư giải chi nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh ra đánh về phía lâm lạc, một tay thì chiêu hỏa họa y tới, đem nàng dẫn dắt đến trước người của mình. Ngươi vượt qua giới hạn rồi, liễu bán yên đồng dạng hừ nhẹ một tiếng, tay áo đánh ra, đem một quyền này của chư giải chi nhẹ nhóm hóa giải. Lồng ngực của chư giải chi bởi vì thở hốn hển mà rất nhanh phập phồng lấy, hắn mục rót lâm lạc, lại cứ thế mà khắc chế phẫn nộ trong nội tâm. Từ đạo lý mà nói, liệu bán yên đã bán cho hắn một cái thiên đại mặt mũi, đồng ý cho hỏa gia phái ra người so với lâm lạc cao hơn hai cảnh giới đi đối phó hắn, có thể nói là cho hỏa gia đủ mặt mũi, dù là chư giải chi cũng không thể không thừa nhận nhân tình này. Ai có thể biết rõ lâm lạc cư nhiên yêu nghiệt như thế, rõ ràng đồng thời nắm giữ bốn đạo thần vương pháp tắc hoàn toàn bất đồng, ngay cả tam tinh thần vương cũng có thể oanh bại. Nhưng điều này có thể trách liễu bán yên sao? Hai cảnh giới tranh lệch vốn là tuyệt đối thuấn sát, cái này chỉ có thể trách hỏa ra không có thiên tài đồng dạng rồi. Đem bảo kiếm trả lại đây, lần này liền tha cho ngươi một mạng. Chư giải chi hướng lâm lạc lạnh lùng nói ra, muốn thu bảo kiếm trở lại, vậy thì phái người đến đánh, chỉ cần không cao hơn ta hai cảnh giới, ta một mực phụng bồi. Lâm Lạc không chút nào yếu thế nói, cái này vốn chính là cục diện không thể thiện tâm cùng hỏa ra, như vậy cũng không sợ nhiều hơn tội một chút nữa. Chư giải chi chưa từng thụ qua tức khí như vậy, hắn tuy không phải hỏa gia tộc nhân, nhưng bởi vì thiên tư chắc tuyệt, mấy tỷ năm trước được hỏa gia thu làm đồ đệ, cũng không phụ trọng vọng mà đạt đến cửu tinh thần vương, trở thành một thành viên được hỏa gia cực kỳ coi trọng, địa vị cao cả. Lâm lạc rõ ràng nửa chút mặt mũi cũng không bán cho hắn, cái này tự nhiên là để cho hắn giận không kiềm được. Liễu Bán Yên có thể uy hiếp hắn, không thèm nghĩ đến hắn, là vì chiến lực của người ta so với hắn còn cường đại hơn. Nhưng Lâm Lạc là vì cái gì, tuy yêu nghiệt, nhưng dù sao cảnh giới bầy ở đằng kia, cách hắn không biết tranh lệch bao nhiêu. Chư giải chi, nếu như ngươi ra tay, ta tất nhúng tay, như vậy lần này ngươi cũng không phải bị thua đơn giản như vậy. Liễu Bán Yên nói ra một câu phân lượng 10 phần, sắc mặt chư giải chi lập tức trở nên huyết hồng, oanh thoáng một phát, đỉnh đầu của hắn mạnh mẽ luồn lên một đạo hỏa diễm trùng thiên, coi như phát tiết lấy lửa giận của hắn. Hắn cuối cùng là không có phát tác đi ra, sắc mặt huyết hồng trở nên tái nhợt, hắn nhìn lướt qua hai người hỏa họa y nói. Chúng ta đi, chư đại ca, hai người hỏa ra đồng thời không cam lòng kêu lên, bọn hắn là đến thay tộc nhân báo thù, nhưng thù còn không có báo, ngược lại còn tổn thất một kiện bảo vật, cái này bọn hắn chịu sám xịt rời đi sao? Đi, chư giải chi dụng lực nói ra, lửa giận trùng thiên dần dần thu hồi, chứng minh hắn đã có thể khống chế cảm xúc rồi. Tuy hai người hỏa hỏa y là hỏa gia tộc nhân, nhưng vào lúc này còn phải nghe chư giải chi, đều là oán hận chừng mắt nhìn lâm lạc, lúc này mới cùng chư giải chi xé rách hư không rời đi. Nhớ rõ lần sau phải mang lễ vật a hát, sư ánh tuyết một bên đong đưa bàn tay nhỏ bé một bên cười hì hì nói ra, không ngại ở trên vết thương của ba người sát muối. Thân ảnh ba người chư giải chi chưa đi đến trong hư không đều run lên, nhưng lập tức đã bị hư không thôn phệ, không lộ ra một chút bóng dáng thân hình lâm lạc xoay chuyển về trong dưỡng tâm hũ, hắn muốn luyện hóa bảo kiếm kia. Từ lúc ra tay cướp đoạt hắn đã không có suy nghĩ qua muốn trả lại, hỏa ra đã muốn khó xử hắn, như vậy nếu hắn không trước thu chút tiền lãi thì thật sự rất xin lỗi chính mình rồi. chương 1427, bại lui, 2, hỗn độn dung lô mở ra, thanh bảo kiếm kia từ độ cao pháp tắc mà nói chỉ là thiên thần khí, không hề có chống cự chi lực liền bị hắn mải đi thần tính. Lực lượng hùng hồn liên tục không ngừng bị hắn hấp thu, tăng tiến lấy tu vi bản thân. Nhất tinh thần vương đỉnh phong, tranh lệch một tí như vậy là có thể tiến vào nhị tinh thần vương rồi. Lâm Lạc không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nếu như tiến vào nhị tinh thần vương, không thể nghi ngờ lực chiến đấu của hắn lại tăng lên tới một cấp độ mới. Hiển nhiên, hỏa ra sẽ không dễ dàng buông tha cho, lần sau thời điểm bọn hắn ngóc đầu trở lại, sẽ phái ra cao thủ càng thêm lợi hại, hoặc là mang theo thần khí càng cường đại hơn. Cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, tuy thiên thần khí ở pháp tắc không cách nào đột phá hạn chế thần vương cấp, nhưng ở trên lực lượng lại có thể vô hạn tăng cường. Hơn nữa so với chủ thần khí, ưu điểm của thiên thần khí ở chỗ không bị tu vi bản thân người sử dụng hạn chế quá lớn. Bất quá, hỏa ra cũng không biết lâm lạc đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Bọn hắn chứng kiến cũng chỉ là thực lực mà lâm lạc để cho bọn hắn chứng kiến, dù là đến cao thủ có được chiến lực tứ tinh thần vương cũng bị hắn đánh về. Hắn ngược lại là hy vọng hỏa ra nhanh cho hắn vài món thiên thần khí, Tuy pháp tắc lĩnh ngộ trong đó đối với hắn không dùng được, nhưng lực lượng tích lũy lại là hắn trước mắt cần có nhất, tốt nhất là ba ngày hai lần hướng hắn khiêu chiến. Nếu mọi người hỏa ra biết rõ lâm lạc đem bọn họ trở thành đồng tử đưa cơm, trên mặt sẽ là cái biểu lộ gì? Tiểu nha đầu, sư tỷ của ngươi bá đạo như vậy, không sợ hỏa ra thực sự thẹn quá hóa giận sao? Sau khi lâm lạc xuất quan trước tiên liền bắt sự ánh tuyết tới, hắn muốn hảo hảo khảo vấn nha đầu này một chút. Chớ sợ chớ sợ, những người hỏa gia kia bất quá là cáo mượn oai hùng, sợ bọn họ làm gì. Sư ánh tuyết không quan tâm nói, vì cái gì nói như vậy, lâm lạc vốn chính là muốn lừa gạt tiểu nha đầu nói, tự nhiên lập tức truy hỏi. Theo lâm lạc tiến nhập thần vương cảnh, sư ánh tuyết biết rõ có một số việc đã không có khả năng giấu giếm, thật cũng không có như trước giữ kín như bưng nói. Kỳ thật hỏa gia lão tổ cũng không phải người nắm giữ trí tôn thần khí, mà là nữ nhi của hắn. Cái kia không phải cũng là người hỏa gia sao, không giống, sư ánh tuyết đong đưa cái đầu nhỏ mẫu thân vị trí tôn kia của hỏa gia chính là thiên địa thần thú liệt diếm phượng hoàng năm đó là bị hỏa gia lão tổ cưỡng bước mới gả cho bởi vậy quan hệ của hỏa gia trí tôn cùng hỏa gia lão tổ rất kém muốn chuyển vị trí tôn kia ra hắc hắc khó hơn lên trời nàng làm ra vẻ nói tiếp bởi vậy bọn hắn nào có lực lượng cùng sư tỷ đối đầu lâm lạc giật mình mà ngộ bất quá hỏa gia có nhiều thần vương như vậy chứng minh vị hỏa gia trí tôn kia vẫn đối với hỏa gia có lưu nhân tình thật muốn làm cho nóng này, dẫn xuất vị trí tôn kia đến sẽ không dễ thu thập. Bất quá sư ánh tuyết đã nói rất có nắm chắc, chắc hẳn chỉ cần đừng làm sự tình rộn quá lớn, vị hỏa gia trí tôn kia cũng sẽ không dễ dàng hiện thân. Cướp lấy vài món thiên thần khí có lẽ gây không ra tồn tại cường đại như vậy. Lại vài ngày đi qua, lâm lạc không có đợi đợt báo thù thứ hai của hỏa gia, lại đột nhiên bị một cỗ huyên náo kinh động. Chỉ một lúc sau liền có một gã hoàng cung vệ sĩ chạy tới, hướng hắn nửa quỳ xuống nói. Đại nhân, có một cường nhân cứng rắn vào vương cung, chúng tiểu nhân ngăn trở không được. Lâm lạc nao nao, lại có người dám cứng rắn tiến vào vương cung. Tuy thần đô không có thượng thiên thần hoặc là thần vương tỏa chấn, nhưng hiện tại đại ma thần quốc nghiễm nhiên là thần giới đệ nhất cường quốc, rõ ràng có người dám xông vào thần đô, đến tột cùng là người phương nào to gan lớn mật như thế. Người hỏa ra, lâm lạc lắc đầu, người hỏa ra còn cần cứng rắn sấm vương cung ư, lần trước liền trực tiếp tìm đến trên đầu của hắn, không cần phí chắc trở này hắn một cái cất bước đi tới cửa vào hoàng cung chỉ thấy quả nhiên có một hắc y nhân đang bước hướng về ở trong hoàng cung đi đến mà ở trước mặt của hắn là một loạt thị vệ dơ vũ khí đủ loại kiểu dáng liên tục rút lui một bộ muốn ngăn cản rồi lại vô lực ngăn cản hiển nhiên những thị vệ này ở trước mặt hắc y nhân đã ăn đau khổ rồi đã không có dũng khí ra tay nhưng bởi vì chức trách tại thân bọn hắn lại không thể làm như không thấy cũng chỉ có thể làm ra cử động xấu hổ như vậy rồi hắc y nhân này là trung nguyên thần nhị trọng thiên trên đầu đội mũ rộng vành, che khuất bộ dáng. Lực lượng vầng sáng không phải giả vờ, mà đúng là cái này lại để cho Lâm Lạc rất khó hiểu, người yếu như vậy cũng dám cứng rắn sấm vương cung. Chỉ là Trung Nguyên thần nhị trọng thiên đừng nói ở Đại Ma Thần Quốc, dù là ở một chủ thành thượng thiên thần cũng không dám làm càn. Có thể tu luyện đến cảnh giới Trung Nguyên thần, lại có người nào sẽ là kẻ ngu dốt thế nhưng mà người này lại làm ra một sự tình vô cùng ngu xuẩn. Như vậy, hắn đến tột cùng là sau lưng có đại nhân vật dạng gì ủng hộ, hay là bị người khống chế làm ra sự tình thân bất do kỳ. Hơn nữa, Hắc y nhân này mơ hồ cho Lâm Lạc một loại cảm giác quen thuộc. Sẽ là ai chứ? Thân hình Lâm Lạc lóe lên, xuất hiện ở trước mặt đối phương, lỗi lạc mà đứng nói. Các hạ là ai? Số tiểu tử, ngay cả cha ngươi cũng không nhận biết sao? Hắc y nhân bóc mũ rộng vành, lộ ra một khuôn mặt tràn ngập uy nghiêm. Lâm Hồng Hoang, cha, Lâm Lạc không khỏi vô cùng chấn động, sau khi ở Thang Dương Tinh phân biệt Hắn không còn có thu được qua tin tức của Lâm Hồng Hoang, nhưng hắn biết rõ dùng năng lực của Lâm Hồng Hoang tất nhiên không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, lão tử này của hắn năm đó ở linh cảnh có thể chạy ra khỏi ma trường của tinh vực cường giả, đồng dạng là tồn tại cấp bậc yêu nghiệt. Lâm Hồng Hoang có thể tiến vào thần cảnh, điểm ấy Lâm Lạc không chút kỳ quái, nhưng rõ ràng đạt đến độ cao trung nguyên thần nhị trọng thiên, đây cũng để cho hắn như thế nào cũng không ngờ. Phải là đã nhận được cơ duyên nghịch thiên. Cha, người là làm sao biết ta ở đây? Lâm Lạc hỏi tuy hắn cũng coi như rất có thanh danh, nhưng thần giới lại rộng lớn vô biên, Lâm Hồng Hoang rõ ràng có thể tìm đến nơi này thật đúng là có chút ít để cho hắn ra ngoài ý định. Huyết mạch tương liên, muốn tìm được tung tích của ngươi cũng không khó khăn. Lâm Hồng Hoang trầm giọng nói ra, tự như Lâm Lạc ở hạ giới tìm được Lâm Tiêu Dương đồng dạng. Lâm Lạc gật gật đầu, tiện tay hướng những thị vệ bên cạnh kia lắc lắc nói. Các ngươi lui ra, tuân mệnh, những thị vệ kia liền vội cung kính gật đầu, wow, đây chính là lão tử của thần vương đại nhân A-H. May mắn bọn hắn cũng không có cử động quá mức, nếu không thật sự là chết cũng là chết vô ích. chương 1428, phiền toái lại ra, một, cha, vào trong trước đã, có chuyện gì cứ từ từ nói. Lâm Lạc mang Lâm Hồng Hoang tiến vào trong điện, hai người phân biệt lâu như vậy, Lâm Hồng Hoang khẳng định có rất nhiều chuyện muốn nói. Ân, Lâm Hồng Hoang gật gật đầu, phụ tử hai người sóng vai đi vào trong cung điện. Ngươi, là ngươi, mới mới vừa tiến vào trong điện, vừa vặn nghiêm thanh đã đi tới, chứng kiến lâm hồng hoang, nàng vốn là khẽ giật mình, ngay sau đó lập tức lộ ra giận dữ chi sắc, phi thân ra chính là một trường. Nữ nhân, ở đây không có chuyện của ngươi, lâm hồng hoang nhướng mày, tiện tay phất ra, ngăn công kích của nghiêm thanh lại. Hai người này vẫn là oan ra đối đầu, rất xảo là thực lực của lâm hồng hoang luôn cao hơn nghiêm thanh một ít, để cho nghiêm thanh thủy chung không cách nào báo đại thù được. Lâm lạc không khỏi thở dài, một bên là cha, một bên là mẹ, hắn giúp bên nào cũng không phải, chỉ có thể tận lực khuyên can rồi. Lâm Hồng Hoang cùng Nghiêm Thanh rất nhanh liền từ mặt đất đánh tới không chung, chàng diện kịch liệt, làm kinh động vô số người, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, muốn biết hai tên gia hỏa nào rõ ràng to gan lớn mật đến trên không hoàng cung đánh nhau, không sợ rước lấy thần vương trần áp sao. Lâm Lạc quét mắt, phát hiện tuy thực lực của Lâm Hồng Hoang tuyệt đối chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng không có đối với Nghiêm Thanh ra tay ác độc, mà là khắp nơi nhường nhịn khiến cho chiến đấu thủy chung không có thể chấm dứt, cứ như vậy hao tổn. Ngẫm lại nghiêm thanh động lại oán hận nhiều năm như vậy, không hào hào phát tiết thoáng một phát là tuyệt đối xảy ra chuyện đấy, Lâm Lạc cũng không có khuyên nữa, chắc hẳn Lâm Hồng Hoang có tâm lý nắm chắc tuyệt đối, sẽ không làm nghiêm thanh bị thương. Xem lão tử cùng lão nương của mình đánh nhau, cái này luôn không được tự nhiên như vậy, hơn nữa hai người nhất thời bán hội tầm đó cũng không có dấu hiệu chấm dứt chút nào, lại càng không có người bị thương, hắn cũng là mắt không thấy tâm không phiền ngay cả thần vương cũng chấp nhận trận này dưới đáy có người dám ra gọi ngừng sao lâm hồng hoang cũng không phải nhàm chán chi nhân hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới tương kiến nhất định là có chuyện quan trọng bất quá lâm lạc thật cũng không cảm thấy sẽ cấp bách đến cỡ nào đợi hắn và nghiêm thanh giải quyết trận tình oán kia rồi nói sau từ đáy lòng lâm lạc mà nói hắn tự nhiên là hy vọng cha mẹ có thể hòa hảo bọn hắn cho tới bây giờ không có sống khá giả mà có thể trở thành một đôi vợ chồng chính thức cái này tự nhiên là nguyện vọng của người làm nhi tử như hắn nhưng việc này hắn cũng không tiện nhúng tay quá mức, chủ yếu vẫn là xem nghiêm thanh, nàng là hận chết lâm hồng hoang, muốn nàng lấy kẻ xấu kia trở thành trượng phu, độ khó tuyệt sẽ không kém tiến vào thần vương. Lâm lạc thở dài, kéo lấy đường niềm cùng sư ánh tuyết chạy đến xem náo nhiệt đi, hai ma đầu này đều là thế hệ e sợ cho thiên hạ bất loạt, thả các nàng ra quấy rối mà nói, cái kia lâm hồng hoang cùng nghiêm thanh nói không chừng thật muốn đánh đến tai nạn chết người rồi. Oa, wow, đại phôi đàn mau buông níu níu ra, ta phải giúp thanh di hai nữ đều là hoa hoa kêu to, vừa hướng Lâm Lạc Quyền đấm cước đá, đường điềm là biết rõ thân phận của Lâm Hồng Hoang, tự nhiên đối với cái này cực cảm thấy hứng thú. Đi vào thư phòng, Lâm Lạc lật xem chiến báo mới nhất, xúc xác của đại ma thần quốc một mực hướng bốn phía kéo dài, ở dưới lực ảnh hưởng, hơn nữa thần bí cường giả chuyên giết thần vương kiệu uy hiếp, có số ít thần quốc thậm chí đại ma thần quốc còn không có phát binh đã chủ động đầu hàng. Lâm Lạc vừa mới chứng kiến, đúng là một hàng thư hắn trái tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của sư ánh tuyết, để cho nàng chỉ có thể ngồi ở trên đầu gối của hắn, một đạo thần thức thì trói buộc lấy đường điềm, để cho nàng đồng dạng chỉ có thể ở trong thư phòng hoạt động, tay phải thì mở ra đạo hàng thư kia nhìn lại. Thần giới bình thường chỉ dùng truyền tấn tùy tinh truyền lại tin tức, bất qua cả nước quy hàng là chuyện trọng đại, tự nhiên phải cực kỳ trang trọng nghiêm túc, mới có thể dùng loại phương thức văn bản này thi hành. Lâm Lạc mở ra xem xét, phần hàng thư này đến từ Đại La Thần Quốc, Đại La Thần Vương nguyện mang bát đại thượng thiên thần dưới chướng quy thuận Đại Ma Thần Quốc, điều kiện tiên quyết là giữ lại quyền tự chủ tương đối, mặt khác ở lúc Đại La Thần Quốc gặp nguy cơ, Đại Ma Thần Quốc phải trợ giúp một tay. Kỳ thật cái này phàm là thần vương quy hàng Đại Ma Thần Quốc đều có thể hưởng thụ đến, chính là đãi ngộ bình thường, nhưng Đại La Thần Vương lại ở đầu trang cố ý nói ra, không ngoài là che giấu ý đầu hàng của hắn, ý là hắn cũng tranh thủ thoáng một phát. Lâm Lạc không khỏi cười một tiếng, hắn sẽ cùng sư ánh tuyết ẩu như vậy tả, cũng chỉ là muốn thông qua quốc thổ vô biên đến dò xét tìm kiếm tung tích hai cái chân và cuối cùng. Đương nhiên, quốc thổ càng lớn, có thể ở trong lãnh thổ một nước phát hiện bảo vật tự nhiên cũng càng nhiều, đây là một mục đích khác của Lâm Lạc. Hắn đối với quyền lực là không mưu cầu danh lợi, bất quá chứng kiến đại la thần quốc, Lâm Lạc tự nhiên nhớ tới đỗ vô bệnh, cha con tả ra, ai nha, hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, rõ ràng đã quên một sự kiện. Thời điểm hắn sơ lâm thần giới, thành thị đến đầu tiên chính là Nguyệt Quang Thành, thành chủ lại tương thành đối với hắn có đề bạt chi tình, để cho hắn có cơ hội tham gia trung nguyên thần di phủ chi hành. Tuy ở lại tương thành mà nói cái kia chỉ là tiện tay mà thôi, thuận nước song thuyền, mà lâm lạc dù cho không có cơ duyên này cũng chắc chắn sẽ không bởi vậy yên lạc, nhưng nhân tình là nhân tình, được ân tình người ta luôn phải trả đấy. Lần đầu thời điểm trở lại Đại La Thần Quốc, trong đầu hắn đều là tìm đỗ bác viễn tính sổ, rõ ràng đem sự tình lại tương thành quên đi. Hiện tại cũng không muộn, Lâm Lạc nghĩ nghĩ, ra cửa nhìn xem cha mẹ y nguyên ở trên bầu trời quần nhau, cũng bất tiện vào lúc đó ly khai, dù sao cũng phải nhìn xem một chút, lúc này tự tay viết một phong thư, cho người mang đến Đại La Thần Quốc. Cha, chúng ta không thể rời đi sao, khuôn mặt lại tuyết dung tràn đầy u sầu, ta không muốn gả cho ác nhân kia, lại tương thành trao mày nói, cha cũng không muốn đồng ý việc hôn nhân này, bất quá thế lực trần ra quá lớn, chính là có trung nguyên thần tỏa chấn, nếu cự tuyệt mà nói, chỉ sợ bọn họ đã sớm giết đến cửa. Thế nhưng mà, con gái nghe nói Trần Lạc Phàm kia là thằng điên, luyện cái gì thải âm bổ dương tà công, nữ nhân gả cho hắn không có một cái có thể sống đủ bách niên. Mặt mũi lại tuyết dung tràn đầy vẻ sợ hãi, thân thể mềm mại lạnh dung, không còn có đại tiểu thư ngang ngược năm đó. Cha cũng sẽ không cho con rơi vào miệng cọp, lại tương thành kiên định nói. Chương 1429, phiền toái lại ra, hai, ta ban ngày nói muốn cân nhắc thoáng một phát, hỏi ý của ngươi một chút, chính là kế hoãn binh, người lập tức thu thập thoáng một phát, ngày mai chúng ta ly khai nơi đây. Đi đâu, mặc kệ ở đâu, chỉ cần ly khai phạm vi thế lực trần ra bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể một đường đuổi theo sao? Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, hai cha con lại ra thu thập cả đêm âm thầm lặng lẽ đi ra phủ thành chủ, dùng tu vi sơ vị thần tam trọng thiên của lại tương thành, đủ có thể ở dưới tình huống không kinh động bất luận kẻ nào đi vào truyền tống trận. Cà cà cà, phụ tử lại huynh thật đúng là có nhã hứng, sáng sớm đã chuẩn bị đi nơi nào dạo vậy ngay thời điểm lại tương thành định khởi động truyền tống trận một tiếng cười ở bên cạnh lại đột nhiên vang lên bốn người phân theo bốn phương hướng bất đồng đi ra vây cha con lại ra lại sơ vị thần nhị trọng thiên sơ vị thần tam trọng thiên sơ vị thần tam trọng thiên sơ vị thần tam trọng thiên đúng là bốn sơ vị thần sắc mặt lại tương thành mạnh mẽ biến đổi nhưng lập tức lộ ra một dáng tươi cười nói ta mang con gái ra ngoài du ngoạn chẳng lẽ không được sao hắc hắc, vốn cũng không phải không được, bất quá lại cô nương rất nhanh sẽ trở thành kiều thê của thiếu chủ nhà ta, cử động lần này của lại huynh có chút không ổn đâu. Sơ vị thần ở phía đông nói, ca cạc cạc, phụ nữ đồng du cũng không phải sự tình trái đạo gì, nhưng lại huynh lại làm lén lút như thế, chẳng lẽ có che giấu gì không thể cho ai biết. Sẽ không phải là muốn mang con gái bỏ trốn chứ, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, lại huynh thật sự là cao thủ bụi hoa, ngay cả nữ nhi của mình cũng muốn bới ra. Bốn người ngươi một lời ta một câu, nói được nham hiểm vô cùng, chẳng những để cho sắc mặt lại tương thành tái nhợt, lại tuyết sung càng là nước mắt chảy ra. Đã đủ rồi, lại tương thành nâng tay phải lên, lại mỗ tuyệt đối sẽ không đem nữ nhi của mình đẩy vào trong hố lửa, các ngươi ai dám ngăn ta, cái kia liền liều cá chết lưới rách. Các ngươi muốn lập công cho chủ tử, cái kia trước phải có giác ngộ cùng lại mỗ mộ một chỗ xuống hoàng tuyền. Bốn người kia biến sắc, tựa hồ không ngờ rằng lại tương thành sẽ vì con gái mà dốc sức liều mạng, ở bọn hắn xem ra, chỉ cần bốn người vừa ra cho đủ áp lực, lại tương thành tự nhiên sẽ thành thành thật thật mà lui về, vậy nhiệm vụ của bọn hắn coi như là hoàn thành. Mà lại tương thành nói không sai, nếu hắn thật liều mạng, tuyệt đối có thể tùy ý kéo một cái trong bốn người xuống nước. Bọn hắn vì Trần Gia hiệu lực cũng không phải là đi toi mạng. Nhưng Trần Gia thiếu chủ ra lệnh cho bọn hắn phải nhìn chằm chằm hai người này, bọn hắn nào dám bất tuân. Nếu không, thiếu chủ trách tội xuống, vì bọn hắn là sơ vị thần, thế nhưng mà Trần Gia lại có bảy vị trung nguyên thần lão tổ tỏa chấn, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám phản bội Trần Gia A Hát. Thật sự là tiến thối lưỡng nan, tuyết sung, đợi chút nữa cha nói chạy, người lập tức xông vào truyền tống trận, cha sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi. Lại tương thành biết rõ mình chỉ là tạm thời chấn nhiếp bốn người đối phương, nhưng thời gian này tuyệt đối không thể quá dài, hắn phải tranh thủ hy vọng chạy trốn cho nữ nhi của mình. Vậy phụ thân thì sao? lại tuyết dung lo nghĩ giật phu ngôn biểu sao tình cảm bộc lộ trong lời nói. Yên tâm, cha cũng là sơ vị thần, chỉ cần ngươi bình an ly khai, cha sẽ không có nỗi lo về sau, bọn hắn lưu không được ta. Lại tương thành tràn ngập tự tin nói, lại tuyết dung gật gật đầu, ở trong suy nghĩ từng nữ hài, phụ thân của mình nhất định là dũng cảm nhất, người cường đại nhất dưới đời này, nào có sự tình phụ thân làm không được nàng không có chút hoài nghi lời nói của lại tương thành chỉ là đang an ủi nàng mà thôi, lập tức đã làm xong chuẩn bị chạy đi chạy như điên. Lại huynh, chỉ cần các người trở về, chúng ta có thể coi sự tình gì cũng không có phát sinh. Một người của đối phương nói, tốt, chúng ta trở về, lại tương thành trầm giọng nói, kéo tay con gái xoay người lại, nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên quơ lấy lại tuyết dung nhắm phương hướng truyền tống trận ném đi, đồng thời bạo giống một tiếng, song trưởng tung bay, hướng về bốn người đối phương cuốn tập mà đi hừ, lại huynh người đây là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi. Bốn người kia đồng thời gầm lên, sơ vị thần nhị trọng thiên kia bắn người hướng lại tuyết dung đuổi theo, mà ba người khác thì là hướng lại tương thành triển khai công kích. Người nào ngăn ta, chết, lại tương thành diện mục dữ tợn, gào thét như sấm, tay phải một vòng, hướng về sơ vị thần nhị trọng thiên kia quấn đi. Lưu lại A, à, ba gã sơ vị thần tam trọng thiên của đối phương đồng thời hư lạnh một tiếng, nhao nhao ra quyền, hướng về lại tương thành đánh tới ai ngờ lại tương thành rõ ràng không tránh né, cũng không chống đỡ, mặc kệ ba người kêu anh tới, nhưng tay phải của hắn cũng quấn đến trên chân của tên sơ vị thần nhị trọng thiên, thân hình người nọ lập tức đình trệ. Phốc, lại tương thành bị ba cao thủ cùng dai chấn kích, lập tức phun ra một đạo máu tươi, nhưng hắn vẫn không thèm quan tâm đến, lại là một trưởng đánh ra, oanh hướng đỉnh đầu của sơ vị thần nhị trọng thiên, một bộ chơi liều muốn lấy mạng đổi mạng. Lúc này ra hỏa sơ vị thần nhị trọng thiên kia lại càng hoảng sợ, nào còn lo lắng truy kích lại tuyết dung, vội vàng quay người lại hướng lại tương thành ngăn cản đi qua. Thủ mã, người đuổi theo con quỷ nhỏ kia, tốt, bên trong ba gã sơ vị thần tam trọng thiên kia lập tức phân ra một đạo nhân ảnh hướng lại tuyết dung đuổi theo, mà ba người khác thì phụ trách cản trở lại tương thành, đã có giáo huấn vừa rồi, ba người này cũng khởi sướng hung ác, công kích vô cùng lăng lệ ác liệt. Tuy lại tuyết dung phát lực trước, nhưng hư thần tam trọng thiên lại há có thể cùng sơ vị thần tam trọng thiên so tốc độ, thời điểm cách truyền tống trận ít nhất còn có vài chục trượng, người nọ phía sau nàng đã đuổi tới, thò ra một cái đại thủ hướng nàng chào tới. Đúng lúc này, truyền tống trận đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, hiển nhiên là có người truyền tống tới. Lại tương thành vốn đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng chứng kiến truyền tống trận sáng lên, không biết tính sao, hắn đột nhiên sinh ra một cỗ hy vọng không hiểu, mà đúng lúc này, trong truyền tống trận xuất hiện một lão đầu lông mi trắng bạc. Trung Nguyên Thần, hơn nữa tuyệt đối không phải Trung Nguyên Thần nhất trọng thiên đơn giản như vậy, ít nhất là nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên cũng có thể. Nhưng mà đối với lại tương thành mà nói, đây cũng là một kích tuyệt vọng. Hắn không nhận ra đối phương, sẽ ở lúc này xuất hiện trung nguyên thần mà hắn không biết, chỉ có một khả năng. Đại năng trần gia, không nghĩ tới A-H, vì lại thuyết dung, trần gia thiếu chủ rõ ràng ngay cả lão tổ trung nguyên thần cũng xin đi ra. chương 1430, khách nhân của thần vương, một, ở trước mặt trung nguyên thần, dù là sơ vị thần đỉnh phong lại có gì dùng, huống chi đối phương là tồn tại tương đối cường thế bên trong trung nguyên thần bái kiến đại nhân bốn gã sơ vị thần trần gia cũng ngẩn ngơ nhưng chứng kiến trung nguyên thần phản ứng đầu tiên là cung kính hành lễ nếu không chọc giận trung nguyên thần ai cũng cứu không được bọn họ ngược lại là lại tương thành đã quyết định liều cá chết lưới rách căn bản không có ý tứ hành lễ mà là đem khuôn mặt cao cực kỳ chặt chẽ đã đến lúc này hắn cho dù chết cũng phải chết có tôn nghiêm trung nguyên thần lông mi trắng kia đối với bốn người trần gia nhìn như không thấy trên người tự nhiên có loại khí thức thượng vị giả, đây chính là học như thế nào cũng học không được, phải sống lâu ở địa vị cao mới có thể dưỡng thành khí thế như vậy. Ánh mắt của hắn ở trên người cha con lại ra quét qua, không khỏi lộ ra một dáng tươi cười nói. Sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ, các ngươi là lại tương thành, lại tuyết sung. Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao, trong nội tâm lại tương thành giận dữ, coi như là trung nguyên thần cũng không thể coi người như khỉ đùa nghịch như thế. Nhưng ở dưới ảnh hưởng, Hắn còn không có dũng khí chỉ vào mũi đối phương mắng Đại nhân, chúng ta là gia tướng tuyên thành trần gia Phụng lệnh thiếu chủ nhà ta mời cha con lại ra đến phủ nói chuyện Kính xin đại nhân giản xếp Bốn người trần gia đánh bạo nói ra Đây chính là trung nguyên thần Ahad Chỉ cần bị đối phương cầm lấy cái chuôi Như vậy một cái tắt chục chết trần gia cũng sẽ không rên một tiếng Ai sẽ vì một nô bộc nhà mình cùng trung nguyên thần gây khó dễ Nghe được lời này của bốn người trần gia Lại tương thành lắp bắp kinh hãi trung nguyên thần này rõ ràng không phải đại năng trần gia. Hắn cũng không nhận ra đối phương có tất yếu thông đồng trêu đùa hí lộng mình, nhưng hắn lúc nào nhận thức một đại nhân vật như vậy. Không đúng, trên thực tế đối phương cũng chưa từng gặp qua hắn, giống như chỉ là nghe người khác nói qua, hoặc là ở trong truyền tấn thủy tinh bái kiến hình dạng của bọn hắn, lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Nhưng hắn có tư cách gì để cho một gã trung nguyên thần rất cường thế nhớ kỹ tên họ. Đặc biệt là ngay cả danh tự của con gái đối phương cũng biết, Trung Nguyên thần này ở trên người bốn người Trần gia quét qua, lộ ra một tia cười lạnh nói: "Trần gia thiếu chủ cũng dám cùng chủ thượng nhà ta đoạt khách nhân sao? Chủ thượng nhà ta?" Hí, bốn người Trần gia lại tương thành đều là lộ ra biểu lộ kinh hãi, phải biết lão giả này chẳng những là Trung Nguyên thần, hơn nữa còn là tồn tại rất cường thế trong Trung Nguyên thần, nhưng ngay cả hắn cũng phải xưng một tiếng chủ thượng, người ở sau lưng hắn sẽ cường đại đến cỡ nào? "Thượng, Thượng Thiên thần," nghĩ đến Thượng Thiên thần, lòng bàn chân năm người đồng thời có chút nhũn ra, trời ạ, à, đây chính là nhân vật mà bọn hắn đời này nằm mơ cũng không dám nghĩ đến a hát. Chỉ có lại tuyết dung cũng không rõ ràng thực lực của trung nguyên thần lông mi trắng lắm. Ngược lại là không có lộ ra biểu lộ khiếp sợ gì, ngược lại là chấn định nhất trong sáu người. Đại nhân, bốn người trần ra đều là đầu lưỡi run rẩy như thế nào cũng không thể đem lời nói hảo hảo nói ra, chỉ còn lại có hai hàm răng đang không ngừng trên dưới đánh nhau. Thượng thiên thần A-Hát, nói ra dù là trần gia gia chủ cũng tiểu trong quần bổn tọa dư trinh sân tặng đại la thần vương chi mệnh thỉnh phụ tử lại tương thành lại thuyết dung đến thần đô một chuyến trung nguyên thần lông nghi trắng lộ ra tư thái tuyệt đối cao ngạo mà hắn cũng xác thực có lực lượng như vậy trần gia nho nhỏ cũng dám khó xử khách nhân của thần vương bổn tọa tự nhiên sẽ báo cáo thần vương ba 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 bốn người trần gia đồng thời hai chân mềm nhún dọa co quắp ngã trên mặt đất thần vương thần vương Thần vương, bọn hắn chỉ có một ý niệm, cái kia chính là trần gia đã xong, bọn hắn cũng xong rồi. Trong thiên hạ, nơi nơi là vương thổ, đắc tội thần vương còn có sinh lộ sao? Lại tương thành cùng lại tuyết dung cũng chấn đến trong mắt muốn rớt ra, thần vương. Khả năng sao, như thế nào thần vương lại đột nhiên sẽ mời bọn hắn? Đừng nói thần vương, cho dù là trung nguyên thần phát ra lời mời cũng đầy đủ để cho cha con lại ra sự hưng phấn vài ngày, Hiện tại cái quy cách này tăng lên tới thần vương, bọn hắn ngược lại cảm thấy không chân thực. Bọn hắn có khả năng cùng thần vương phát sinh quan hệ sao? Tuyệt đối không có thể. Đừng nói bọn hắn không tin, dù là dư Trinh cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn dâng tặng Đại La thần vương chi mệnh đến đây mời cha con lại ra, nguyên lai tưởng rằng Đại La thần vương là coi trọng con gái lại ra, nhưng khi nhìn xem bộ dáng của lại Tuyết Dung, tuy được xương tụng mỹ nhân, nhưng mỹ nữ như vậy không nói vừa nắm một bó to nhưng một thành thị tuyệt đối có thể chọn ra 10 cái, đáng giá để cho sủng thần như hắn tự mình đi một chuyến, còn cố ý nói không có thể mất cấp bậc lễ nghĩa sao. Thật sự là kỳ quái, tuy trong nội tâm dư trinh khó hiểu, nhưng làm hạ nhân lại há có tư cách lắm miệng hỏi thăm, lúc này hướng cha con lại ra cười cười nói. Hai vị có cần thu thập thoáng một phát, lại theo lão phu tiến về thần đô hay không? Lại tương thành lại càng hoảng sợ, vội hỏi, không dám nhận, xin hỏi đại nhân, Cha con ta chưa từng có bái kiến Thần Vương đại nhân, như thế nào lại đột nhiên đạt được Thần Vương đại nhân mời, có phải là nhận lầm hay không? Vạn nhất thực sai rồi, Thần Vương giận dữ phất tay, phụ tử bọn hắn cũng sẽ gặp tai ương. Dư Trinh cũng có quả ý nghĩ như vậy, nhưng Thần Vương chính miệng nói ra danh tự lại tương thành, lại thuyết xung, cái này còn có thể sai sao? Hắn cười ha ha nói, Thần Vương đại nhân há sẽ tính sai, nếu hai vị không cần thu thập cái gì liền theo ta khởi hành, để cho thần vương đại nhân đợi lâu là không ổn đấy. Vâng, lại tương thành liền vội vàng gật đầu, cũng kéo lại tuyết dung đang trợn mắt há hốc mồm, ba người cùng một chỗ cưới truyền tống trận rời đi. Lâm lạc từ trong dưỡng tâm hũ xuất hiện, không cần ngẩng đầu nhìn lên trời liền có thể cảm ứng được hai oan gia vẫn còn kịch liệt đại chiến. Cái này đã 10 năm rồi a à. nghiêm thanh nhẫn nhịn hỏa khí trên vạn năm quả nhiên không nhỏ, đánh thời gian dài như vậy vẫn là tinh thần không giảm, vốn lấy lâm lạc nhạy cảm vẫn có thể nhìn ra sát khí của nghiêm thanh càng ngày càng yếu, trận ân oán này rất có thể sẽ hóa giải rồi. Đang lúc rãnh rỗi, chỉ thấy một gã thị vệ chạy tới, nửa quỳ hành lễ nói. Thần vương đại nhân, đại la thần quốc có tín thư đưa đến. Người nọ trình lên một khối truyền tin tinh thạch, lâm lạc tiếp nhận, vẫy lui người nọ, dùng thần thức truyền vào xem xét. Là Đại La Thần Vương hướng hắn hỏi thăm lúc nào tiến hành nghi thức sát nhập Đại La Thần Quốc vào Đại Ma Thần Quốc, cũng nói cha con lại ra đã tới thần đô, Chương 1431, khách nhân của thần vương. 2. Trước mắt Lâm là còn không muốn rời đi, tuy ân tình lại ra phải trả, nhưng như thế nào cũng không trọng yếu bằng hóa giải ân hoán của lão Tía cùng lão nương, dù sao người đã nhận được, như vậy còn có thể có vấn đề gì? Lại vài ngày sau, Lâm Lạc vừa mới chấm dứt một hồi đại chiến triền miên cùng Lăng Kinh Hồng, sảng khoái tinh thần mà từ trong dưỡng tâm hũ xuất hiện, đột nhiên cảm giác được một loại yên tĩnh quỷ dị, để cho hắn cực độ không thích ứng. Địa phương nào không đúng sau sướng sờ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời một mảnh nắng ráo sáng sủa, vạn dặm không mây. Còn thiếu hai người, ô, oh, Lâm Hồng Hoang cùng nghiêm thanh đi đâu rồi? Hắn vội vàng triển khai thần thức đảo qua toàn bộ thần đô, dùng tu vi hiện tại của hắn chỉ cần hắn nguyện ý, thần thức đi qua liền không có bất kỳ sự tình gì có thể giấu giếm được. Khi thần thức của hắn đảo qua một gian phòng ngủ trong vương cung, lập tức bị dọa đến vội vàng lui đi ra, một bên ai thán thật là oan nghiệt, Lâm Hồng Hoang cùng Nghiêm Thanh đang ôm nhau mà ngủ. Cái này cái này cái này, thực sự là oan gia a à hát, sau khi đánh 10 năm làm sao lại đột nhiên ngủ trên một cái giường rồi. Nhưng ngẫm lại kỳ thật cũng không kỳ quái, Lâm Hồng Hoang vốn là một đời kiêu hùng, có được hết thải tính chất đặc biệt để cho nữ nhân mê say, nếu không phải lúc trước hắn dùng thủ đoạn bắt buộc đoạt lấy Nghiêm Thanh, mà là triển khai ôn nhu truy cầu mà nói, Nghiêm Thanh có thể kháng cự mị lực của hắn sao? Tuy Nghiêm Thanh hận Lâm Hồng Hoang nhiều năm như vậy, nhưng yêu cùng hận chỉ là một đường tầm đó, huống hồ giữa bọn họ còn có kết tinh lâm lạc này, Nghiêm Thanh như thế nào cũng phải băn khoăn nhi tử cảm thụ một chút. Cái này thường xuyên qua lại, lại đánh đủ 10 năm, có cái ác khí gì cũng ra không sai biệt lắm, nếu Lâm Hồng Hoang chịu nhận thua, nói lên vài câu tâm tình hữu ích, Nghiêm Thanh sẽ tiếp nhận hắn ngược lại cũng không phải không thể lý giải. Chỉ là nhanh như vậy đã lăn lên giường, vẫn là để cho Lâm Lạc có chút chờ tay không kịp, càng là xem đến đồ vật không nên chứng kiến, may mắn chỉ là thần thức đảo qua cảm ứng được chỉ là khí thức, bằng không thì Lâm Lạc thực sự có xúc động móc mắt của mình. Nhưng bất kể nói thế nào, cha mẹ nắm tay giảng hòa, đây đối với Lâm Lạc mà nói là một sự tình đáng cao hứng. Tuy hắn rất muốn cùng Lâm Hồng Hoang nói chuyện, nhưng ngẫm lại đôi oan gia này không biết có bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu tình cũng muốn bổ, vẫn là tạm thời cho bọn hắn một ít không gian. Bởi vì không cần lại lo lắng, Lâm Lạc cũng có thể yên tâm rời đi, thân hình hắn mở ra, vạn dặm một cái trước mắt, hướng về Đại La Thần Quốc tiến lên. Cha con lại ra đã ở thần đô gần 2 năm, nhưng bọn hắn Thủy chung không có được đại la thần vương triệu kiến, giống như vị đại nhân kia đã quên có hai người bọn hắn tồn tại. Hai phụ tử cũng từ lúc ban đầu bất an thấp thỏm không yên trở nên thuận theo tự nhiên, huống hồ mặc dù thần vương không có triệu kiến, thế nhưng mà bọn hắn mỗi tháng đều thu được đại lượng thần tinh làm như tài nguyên tu luyện, tuy không phải cực phẩm thần tinh, nhưng ít ra cũng là thượng phẩm, để cho bọn hắn đã hưng phấn lại lo lắng. Vạn nhất bọn hắn không phải người thần vương muốn gặp thì sao? cái này dùng nhiều thượng phẩm thần tinh như vậy, đem bọn họ bán đi cũng không đủ trả a hát. Lại huynh, thần vương tương thỉnh, mời theo ta vào cung. Bóng người lóe lên, dư trinh xuất hiện ở trước mặt lại tương thành, trên mặt có cổ quái nói không nên lời. Hắn vốn tưởng rằng đại la thần vương coi trọng lại tuyết dung, nhưng người ta đã đến thần đô hai năm rồi, Thủy Trung không thấy đại la thần vương có hành động gì, đang lúc hắn cho rằng cha con lại ra sẽ một mực bị thần vương quên đi như vậy, nhưng vừa rồi lại đột nhiên nhận được thần vương mệnh lệnh, bảo hắn mời cha con lại ra vào cung. Là mời, không phải triệu kiến. Dư Trinh đi theo Đại La Thần Vương đã không biết bao nhiêu năm, nhưng còn chưa từng có nghe qua Đại La Thần Vương đối với ai dùng qua một chữ mời, dù là Thượng Thiên Thần cũng là trực tiếp truyền triệu, cần mời sao. Có thể làm cho Thần Vương nói chữ mời, cha con lại ra đến tột cùng cất dấu địa vị gì. Cha con lại ra trong nội tâm lo lắng, nhưng lúc này cũng chỉ có kiên trì đi theo Dư Trinh Tiến vào Hoàng Cung, căn bản không biết vận mệnh đợi bọn hắn phía trước là cái gì một đường xuyên qua cung điện hoa lệ san sát dư trinh dẫn bọn hắn tiến nhập một tòa cung điện tinh mỹ tuy không phải phi thường to lớn lại như cũng có loại khí tức ung dung tôn quý để cho bọn hắn không khỏi phát lên một cỗ kính sợ chi tình trong cung điện một nam tử cao lớn đang ngồi ngay ngắn ở trên đầu đội vương miệng, mặc long bào màu đen tuy khí tức không lộ ra thế nhưng mà chỉ nhìn thân ảnh kia lại có đại khí thế để cho thiên địa sụp đổ bái kiến thần vương đại nhân không cần dư trinh nhắc nhở cha con lại ra liền biết rõ người này là quốc chủ đại la thần quốc, tồn tại cường đại nhất thần giới, nhân vật như là nhật nguyệt chỉ có thể nhìn lên. Hai người nhao nhao quỳ gối, hết sức thành kính, sợ cũng không phải chỉ bởi vì quá kính sợ thần vương, chỉ là cứu hai người từ trong tay trần ra cũng đã là thiên đại ân tình rồi. Miễn, đại la thần vương nhàn nhạt nói ra, tay phải bình thân, một cỗ lực lượng nhu hòa nhưng tuyệt đối không thể kháng cự liền nhẹ nhàng nâng hai người lên. Lại tương thành lần nữa hành lễ nói nếu không có thần vương đại nhân phái dư đại nhân cứu giúp cha con ta đã hỏa phúc khó liệu đại ân đại đức không cách nào nói rõ nguyện vì đại nhân sông pha khói lửa muôn lần chết không chối từ ha 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 một tiếng cười to từ một chỗ hẻo lánh của đại điện vang ra lại đại nhân người tạ nhầm người rồi người nào dư trinh bỗng nhiên giận dữ ra hỏa nào rõ ràng dám chạy đến trước mặt thần vương dương oai đây không phải tự tìm đường chết sao hắn phi thân mà ra một trường vung lên liền hướng về nơi hẻo lánh phát ra tiếng cười kia bổ tới. Lâm Huynh, kính xin hạ thủ lưu tình, đại la thần vương lập tức nói ra, thân ảnh đập ra của Dư Trinh mạnh mẽ dừng lại, giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, sau đó chậm rãi hướng về sau chân trượt lui ra, tu vi trung nguyên thần ở trước mặt thần bí nhân kia không hề có chống cự chi lực. Lâm Huynh, đại la thần vương vậy mà xương người ẩn từ một nơi bí mật gần đó kia là Lâm Huynh, cái này chẳng phải ý nghĩa cái kia đồng dạng cũng là một thần vương nhưng rõ ràng là một vị thần vương, như thế nào lại gọi lại tương thành là đại nhân? Lại tương thành bất quá chỉ là sơ vị thần, có tư cách gì được một vị thần vương xưng là đại nhân? Đừng nói dư trinh khiếp sợ nói không nên lời, dù là bản thân lại tương thành cũng thất điên bát đảo, căn bản không thể tin lời hắn nghe được, chỉ cảm thấy đầu ầm ầm rung động, ngay cả năng lực suy nghĩ bình thường cũng không có. chương 1432, khó mà tin được, lâm lạc cười lớn từ trong ngõ ngách đi ra, hắn không có hứng thú hù chết lại tương thành, Lâm, Lâm Lạc, cha con lại tương thành đồng thời kinh hô một tiếng, cho dù bọn hắn nghĩ đến nát óc cũng tuyệt đối sẽ không đoán được người ở phía sau màn hướng bọn hắn rũi ra viện thủ lại có thể là Lâm Lạc. Điều này sao có thể? Hơn vạn năm trước hắn bất quá là hư thần nhị trọng thiên, ngay cả lúc trước lại tương thành rất xem trọng Lâm Lạc, nhưng lúc này mới không đến hai vạn năm thời gian, lại tương thành ngay cả cho rằng Lâm Lạc tiến vào sơ vị thần cũng không dám. Lại làm sao có thể liên tưởng hắn là đại nhân vật ngay cả đại la thần vương cũng phải xưng huynh gọi đệ, chẳng lẽ lúc trước lâm lạc là che giấu tu vi không có khả năng a hát lúc trước hắn hoàn toàn chính xác là hư thần cảnh từ hạ giới phi thăng không lâu lại đại nhân không thể tin được sao lâm lạc cười to nói lâm lạc thực sự là ngươi nếu mà so sánh tốc độ lại tuyết dung phục hồi tinh thần lại muốn nhanh nhiều lắm dù sao năm đó cũng là nàng dẫn lâm lạc tiến vào phủ thành chủ cùng lâm lạc rất quen thuộc chẳng lẽ biến hóa của ta rất lớn sao lâm lạc không khỏi sờ sờ mặt hình dạng của hắn có lẽ không có biến hóa gì a à. há chỉ có lớn quả thực là nghiêng trời lệch đất a hát hơn vạn năm trước bất quá là hư thần cảnh nhưng bây giờ thì sao khí tức tuy tối nghĩa nhưng lại minh mông cuồn cuộn không hiểu thậm chí so với đại la thần vương còn muốn làm cho người kính sợ cái này lại tính toán biến hóa không lớn mà nói còn muốn như thế nào mới tính toán lâm lạc người như thế nào sẽ trở nên lợi hại như vậy lại tuyết dung tò mò nói tuyết dung há có thể ở trước mặt thần vương đại nhân vô lễ. Lại tương thành vội vàng khiển trách, tuy thái độ của lâm lạc tựa hồ cùng hơn vạn năm trước không có thay đổi gì, nhưng người ta đã là thần vương, cái gọi là thiên uy khó lường, chỉ cần làm người ta mất hứng là có họa sát thân đấy. Lại tuyết dung vội vàng nhổ ra đầu lưỡi, một bộ nghịch ngợm. Lâm lạc cười ha ha nói, lại đại nhân không cần trách cứ, ta cũng không phải đại nhân vật nào, không cần chú ý nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Gặp được loại tình huống này, cũng chỉ có kẻ thực lực mạnh mới có thể chuyện trò vui vẻ, kẻ yếu nào có tư cách như vậy, hơi có chút sơ sẩy liền có khả năng bị tội danh bất kính, bởi vậy tha rằng câu thúc, cẩn thận một chút, cũng không thể đắc tội đại nhân vật. Lâm Lạc không khỏi thở dài, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, những người ngày xưa kia biết hắn, vô luận là ai ở trước mặt hắn đều sinh ra một cảm giác nhỏ bé, cảm giác khoảng cách, lại há có thể còn đem hắn trở thành người thực lực yếu ớt trước kia. Mọi người ngồi xuống rồi nói sau đại la thần vương đi ra làm sinh động hào khí mời song phương ngồi xuống ở trước mặt hai đại thần vương cha con lại ra cuối cùng là vô cùng kính sợ lời nói vẫn rất ít chỉ là ngồi ở ghế cuối lâm lạc cũng không cho là đúng cùng đại la thần vương thuận miệng nói đến vấn đề đại la thần quốc phụ thuộc đại ma thần quốc nghe hai người nói chuyện cha con lại ra càng ngày càng kinh hãi thiếu chút nữa đã hôn mê đường đường đại la thần vương còn hướng người cúi đầu xưng thần tuy lâm lạc cũng không phải quốc chủ đại ma thần quốc thế nhưng mà từ thái độ của đại la thần vương đến xem đối với lâm lạc là tràn đầy kính sợ nói rõ lâm lạc rất cường đại nói sau một lúc lâm lạc liền cùng cha con lại ra ly khai do đại la thần vương an bài địa phương tạm thời ở thêm mấy ngày còn không có tạ ơn lâm thần vương viện thủ tri ân lúc ba người một mình ở chung lại tương thành vội vàng lôi kéo lại tuyết dung quỳ gối hướng về lâm lạc cung kính hành lễ thực lực sai biệt quá lớn dù cho lâm lạc muốn cùng hai người ngang hàng ở chung hai người này cũng tất nhiên kinh sợ ngược lại không hay hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói năm đó được lại đại nhân đề bạt đây đối với lại đại nhân mà nói khả năng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào căn bản không có để ở trong lòng nhưng với lâm lạc mà nói một phần ân tình này nhất định phải trả đúng rồi lại đại nhân nói viện thủ tri ân đây là chuyện gì xảy ra các ngươi gặp được phiền toái gì lại tương thành nào dám lao động thần vương đại giá tự nhiên do dự ngược lại là lại tuyết dung không có băn khoăn gì cướp lời nói còn không phải tên trần gia kia hắn luyện một môn thải âm bổ dương chi thuật một mực tai họa nữ nhân đập vào danh nghĩa cưới vợ mấy vạn năm này không biết có bao nhiêu thần linh nữ tính bị chết ở trong ma trường của hắn đạt tới thần cảnh tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng một thần linh nữ tính có thể sẽ phi thường nổi tiếng huống chi lại tuyết dung cũng là nữ tử có chút mỹ mạo hơn nữa có gia thế tốt đẹp nàng hoàn toàn có thể gả cho thế gia bây giờ lại bị người nhìn chúng muốn đi làm đỉnh lô, nàng tự nhiên không có khả năng khuất tùng rồi. Lâm Lạc gật gật đầu, một ngón tay điểm ra phân biệt cho lại Tương Thành cùng lại Tuyết Dung nói: "Các ngươi trước tạm tiêu hóa những pháp tắc này, sự tình Trần gia ta sẽ thay các ngươi giải quyết." Hắn truyền tới tự nhiên là pháp tắc lĩnh ngộ, thân thể lại Tương Thành cùng lại Tuyết Dung đồng thời chấn động, không tự chủ được mà khoanh chân ngồi xuống, đè xuống cuồng hỉ trong nội tâm, giống như đói mà tiêu hóa lấy pháp tắc lĩnh ngộ mà Lâm Lạc truyền thừa cho bọn hắn. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, chỉ là Trần Gia còn không cần hắn tự mình ra tay, chỉ là cùng Đại La Thần Vương phân phó thoáng một phát, tự nhiên có vị Thần Vương này phái người giáo huấn Trần Gia một phen, người tội ác tay trời phải chết. Sau khi bốn người Trần Gia mang về tin tức Đại La Thần Vương tương thỉnh cha con lại ra, Trần Gia trong khoảng thời gian ngắn lâm vào bên trong tuyệt đối hoảng sợ, đương nhiên cũng có người đối với chuyện này căn bản không tin tưởng. Đây không phải rõ ràng sao, thần vương cao cao tại thượng há sẽ cùng một gã sơ vị thần nho nhỏ nhất lên quan hệ, mà theo thời gian trôi qua, cũng không thấy có bất kỳ gió thổi cỏ lay, trần gia cao thấp tự nhiên không có người lại tin tưởng bốn người kia nói, chỉ cho là đám bọn họ là không có ngăn được cha con lại ra thoát đi mà gắn một cái nói dối như cuội. Vì thế, bốn người kia tự nhiên là nhận lấy trừng phạt thật lớn, một là bọn hắn làm việc bất lợi, để cho cha con lại ra đào tẩu, thứ hai càng là dám bởi vậy mà nói dối. Thiếu chút nữa để cho Trần Gia Cao thấp dọa gà bay chó chạy, cái này nếu không nghiêm trị một phen sẽ phục chúng như thế nào. Trần Vũ Nguyên, lăn ra đây gặp bổn tọa. Bỗng nhiên một tiếng hét lớn phá vỡ bình tĩnh trên không trần gia, như là nước biển ở trong trần gia mãnh liệt bành trướng. Người nào dám ở trần gia làm càn, không biết trần gia bọn hắn là có bảy vị trung nguyên thần tỏa trấn sao. chương 1433, tin tức của Lâm Hồng Hoang. Một, rất nhiều tộc nhân cảnh giới yếu ớt đã nhao nhao uống gọi, nhưng người thực lực càng mạnh thì sắc mặt càng khó xem, bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của mình cùng đối phương có bao nhiêu tranh lệch, căn bản không có địa phương có thể so sánh. Trần Vũ Nguyên kia đúng là Trần Gia gia chủ đương thời, trung nguyên thần nhị trọng thiên đại năng, bình thường chính là nhân vật cao cao tại thượng, nhưng bây giờ là mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà nhảy lên nhập không, vô cùng cung kính nói. Thuộc hạ Trần Vũ Nguyên, bái kiến liệt đại nhân, liệt đại nhân, a h h, -h toàn bộ đại la thần quốc có ai được xưng liệt đại nhân đây, chỉ có vị thượng thiên thần liệt cổ thiên liệt đại nhân kia. Nguyên lai là thượng thiên thần giá lâm, tự nhiên có tư cách gọi Trần Gia Gia chủ lăn ra đây quỳ đón. Chỉ là vị thượng thiên thần đại nhân này vì cái gì hỏa khí lớn như vậy? Chẳng lẽ là hậu đại ngu xuẩn nào đó của Trần Gia không cẩn thận đắc tội thân nhân vị đại nhân này? Liệt cổ thiên đứng ngạo nghễ trên trời cao, hai mắt dài nhỏ đảo qua Trần Vũ Nguyên, hừ một tiếng nói. Trần Gia các người hiện tại lá gan càng lúc càng lớn rồi, ngay cả người của thần vương đại nhân cũng dám trêu chọc. Cái gì, oanh thoáng một phát, Trần Gia cao thấp ra đầu ai cũng run lên. Thần, thần, thần vương, trời ạ, à, chỉ là liệt cổ thiên giá lâm đã để cho bọn hắn sắp hồn phi phách tán, nghe được thần vương còn không dọa bọn hắn đến té cứ té đái sao. Chẳng lẽ, bốn hỗn đàn 10 năm trước kia nói là thật sự. Đại, đại nhân, ta, ta 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 ta. Trần Vũ Nguyên thân là trần gia gia chủ, tự nhiên không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, thế nhưng mà nghe được uy danh thần vương, hắn lại cả năm nói cũng nói không nên lời liệt cổ thiên làm sao có thời giờ cùng một gã trung nguyên thần lãng phí thời gian nói thẳng người bây giờ cũng biết vì cái gì rồi thần vương chỉ nói nhất định phải nghiêm trị ác nhân người có thể minh bạch không vâng vâng thuộc hạ minh bạch đa tạ đại nhân trần vũ nguyên sắp vui đến phát khóc rồi nguyên lai tưởng rằng thượng thiên thần đích thân tới chính là muốn hoàn toàn xóa đi trần gia nhưng bây giờ là để lại chỗ trống sâu sắc hắn tự nhiên là cảm kích không thôi đương nhiên gia hỏa phạm phải việc ác này thiếu chút nữa hại trần gia vạn kiếp bất phục tự nhiên phải chết, đây chính là thần vương tự mình nói, cho dù người nọ là trưởng tôn ruột thịt của hắn thì như thế nào, hắn dám bao che sao? Không, không, cha, ra ra, cứu ta, cứu ta, một thanh niên tướng mạo anh Tuấn, nhưng trên mặt có tả khí thoáng cái ngồi xuống trên mặt đất, dưới mông hiện ra một bãi nước vàng vàng. Lâm Lạc cũng không ở lại chờ kết quả xử lý sự tình, nếu đại la thần vương ngay cả điểm ấy cũng làm không được mà nói, cũng không có tư cách ngồi ở trên vị trí thần vương lâu như vậy. Đã trả nhân tình, Lâm Lạc trở về Đại Ma Thần Quốc, không biết tình huống của cha mẹ Hoan ra bây giờ là như thế nào rồi. Người đi theo ta, Lâm Hồng hoang hướng Lâm Lạc vẫy vẫy tay, tuy thực lực của Lâm Lạc ở phía xa hắn, nhưng dù thế nào cũng là con của hắn, lão tử gọi nhi tử không phải sự tình thiên kinh địa nghĩa sao. Lâm Lạc cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng, hắn nhìn nhìn nghiêm thanh bên cạnh như con dâu mới vào nhà chồng. Mà nghiêm thanh thì mặt đầy ngượng ngùng mà gục đầu xuống, nàng kêu là muốn báo thủ đã có hơn vạn năm thời gian nhưng kết quả lại là báo ở trên giường tự nhiên là xấu hổ rồi theo lâm hồng hoang đến thư phòng lâm lạc hỏi trước bọn người bao sư huynh còn tốt chứ ân mấy người bọn hắn đều rất tốt lâm hồng hoang gật gật đầu ánh mắt nhìn chằm chằm vào lâm lạc chẳng lẽ ngươi không kỳ quái tu vi cảnh giới của ta sao sẽ tăng lên nhanh như vậy lâm lạc không nhịn được cười một tiếng muốn nói tu vi cảnh giới tăng lên nhanh lại có ai có thể so với hắn bất quá không cùng yêu nghiệt như hắn so sánh mà nói, cảnh giới của lâm hồng hoang tăng lên quả thật có chút dọa người. Cha người được cơ duyên gì sao? Hắn hỏi, theo như bình thường mà nói, tính toán lâm hồng hoang lại thiên tung chi tử không có hơn 10 ước năm cũng mơ tưởng đi tới một bước này. Từ khi ở thang dương tinh phân biệt, ta trải qua 2.000 năm thì tiến vào thần cảnh, mà ở trong quá trình phi thăng, một cỗ lực lượng kỳ dị dẫn dắt ta xuất hiện ở trong một bí cảnh. Đúng là ở đó, ta được một truyền thừa trí cao, cũng rất nhanh đột phá tiến vào trung nguyên thần, Lâm Hồng Hoang cũng không có hứng thú thừa nước đục thả câu, lập tức tiến nhập chính đề. Lâm Lạc cũng không có chen vào, lẳng lặng nghe nói. Nguyên bản ta còn nghĩ cô khí thức này sẽ để ta tấn thăng tới thần vương, nhưng một thanh âm thần bí lại muốn ta ly khai, đi tìm chủ nhân chính thức của nó. Lâm Hồng Hoang tiếp tục nói, chỉ chỉ Lâm Lạc, cũng là ngươi, chẳng lẽ là, Lâm Lạc không nén được kích động trong lòng, mạnh mẽ đứng lên. Đúng vậy, là chân vạc của tử đỉnh mà Lâm gia lịch đại truyền thừa xuống. Lâm Hồng Hoang nhẹ gật đầu, sau đó có chút cảm khái nói. Tuy gia tộc có nói Lâm gia tổ tiên chính là đại nhân vật cực kỳ khó lường, nhưng ta tối đa cũng cho rằng bất quá là thượng thiên thần, nhưng kể từ bây giờ đến xem. Một cái chân vạc lại để cho hắn như kỳ thích mà phá vỡ vào trung nguyên thần, càng là hy vọng đột phá thần vương, như vậy Lâm gia tổ tiên tại sao có thể là thượng thiên thần, ít nhất cũng phải là thần vương, hơn nữa còn là thần vương vô cùng cường đại. Lâm gia tổ tiên, hẳn là trí tôn nắm giữ bổn nguyên pháp tắc nào đó. Lâm lạc tiếp lời nói, lão tử hắn sẽ không biết rõ phía trên thần vương còn có cảnh giới khác, nên hắn cũng thuận miệng nói ra. Lâm hồng hoang nghe xong không khỏi trầm mặc, có được tử đỉnh cố nhiên là phúc phận của lâm gia, nhưng mà có khả năng mang đến đại tai nạn, đừng nhìn lâm lạc bây giờ là thần vương, thế nhưng mà những trí tôn đại năng còn không hiện thân qua kia lại có thể nhẹ nhõm chân áp lâm lạc. Cha, cái chân và kia ở nơi nào? Lâm lạc cùng lâm hồng hoang là không cần phải khách khí gì, lập tức hỏi lên, hắn có thể thấy được lâm hồng hoang nắm giữ chính là thủy hệ đại đạo, chân vạc thứ bảy kia chân áp tự nhiên là thủy hệ cấm tự rồi. Gấp cái gì, còn sợ ta lừa được đồ đạc của ngươi sao? Lâm hồng hoang chừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng lập tức lại nói. Nửa tháng sau xuất phát, vì cái gì còn phải đợi nửa tháng, lâm lạc ban đầu không rõ, nhưng thẳng hai ngày sau bị các nàng triệu ngọc phi ân cần dậy bảo mới tỉnh ngộ, nguyên lai like cha mẹ luyến gian tình nhiệt, tự nhiên phải qua nhiều một chút thời gian, thật không có nghĩ dùng lâm hồng hoang kiêu hung cũng sẽ có lúc nhi nữ tình trường, lâm lạc không khỏi bật cười, nhưng cha mẹ cuối cùng có thể kết thành quyến lữ, đây đối với hắn tự nhiên là chuyện đại hỷ sự, đừng nói nửa tháng, dù là 10 năm 8 năm hắn cũng đợi rất tốt. chương 1434, tin tức của lâm hồng hoang, 2, tầm 10 ngày thời gian nhoáng một cái tức qua, bất quá lâm lạc cùng lâm hồng hoang còn không có xuất phát, đợt báo thủ thứ hai của hỏa gia cuối cùng cũng tới. Vẫn là chưa giải chi dẫn đội, thằng này tuy là cửu tinh thần vương, nhưng lâm lạc cảm giác như thế nào đều giống như chân chạy, như thế nào sự tình gì đều muốn hắn dẫn đội. Trừ hắn ra, còn có một gã tam tinh thần vương, là một thanh niên khuôn mặt lạnh lùng, lưng đeo một cây đại đao, thân thể thỉnh thoảng cuốn qua một đạo hỏa diễm, cho người một lực áp bách rất mạnh. Thật sự là cấp độ bất đồng tiếp xúc đối thủ bất đồng, trước kia ở thời điểm trung nguyên thần, chỉ cảm thấy thượng thiên thần thật sự là hiếm có đến đáng thương, thần vương càng không cần nghĩ, nhưng sau khi tiến vào thần vương cảnh, thần vương thật giống như cải trắng không ngừng xuất hiện. Cảm ứng được khí thức của chư giải chi, liễu bán yên lặng yên mà ra, tuy nàng tin tưởng hỏa ra còn không dám đem lời của nàng trở thành gió bên tai, nhưng tâm phòng người không thể không có, dù lâm lạc chán ghét thế nào cũng có thể miễn cưỡng xem như người mình. Vị này chính là thiên tài hỏa gia ta hỏa ra trạch đặc biệt tới khiêu chiến. Chư giải chi lạnh lùng nói, đối với lâm lạc tự nhiên không có khả năng có tính tình tốt gì, nhưng đối với liễu bán yên cuối cùng là không dám vạch mặt tuy hỏa ra có rất nhiều thần vương nhưng có rất ít thần vương nắm hai chi hoặc là càng nhiều hỏa hệ pháp tắc hơn nữa so với liễu bán yên độc trưởng sáu đạo thời gian hệ thần vương pháp tắc luận đơn đả độc đấu hỏa ra không có một cái nào là đối thủ của nàng mà hỏa ra trí tôn lại thuộc về tồn tại không hiện thế nếu như nàng không ra tay căn bản không có người có thể trấn áp liễu bán yên như vậy ai lại dám đối với nàng bất kính cái kia liền đánh a à. lâm lạc chẳng muốn nói nhảm thân hình một tung đã đến phía trên cửu tiêu hừ cuồng ngạo hỏa ra trải cười lạnh một tiếng đồng dạng một cái cất bước đến trên bầu trời hắn tuy nghe qua lâm lạc yêu nghiệt cùng kỳ dị là quái thai có bốn đạo thần vương pháp tắc nhưng cảnh giới tranh lệch cuối cùng bày ở đàng kia huống hồ hắn đồng dạng là thiên tài bên trong thiên tài dù là tứ tinh thần vương cũng có lực đánh một trận còn sợ không thể chấn giết lâm lạc sao lui thêm bước nữa mà nói lần này hắn còn mang nguyên hỏa đao mặc dù chỉ là thiên thần khí nhưng cấp độ lực lượng lại đạt cảnh giới tứ tinh thần vương, phối hợp thực lực của hắn thậm chí ngay cả tứ tinh thần vương cũng có thể chiến thắng. Bất quá hỏa gia trạch có ngạo khí của hỏa gia trạch, nếu không có tất yếu, hắn cũng không muốn tế nguyên hỏa đao ra, như vậy dù là thủ thắng về gia tộc cũng sẽ mất mặt. Đã nghiền ép lâm lạc hai cảnh giới, còn cần nhờ thần khí thủ thắng, đây không phải tự thừa nhận không yêu nghiệt bằng lâm lạc sao. Chư giải chi cùng liễu bán yên ở một bên lược trận, cam đoan không có ai sẽ nhúng tay vào trong đó. Ta cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, liền cho ngươi một tay." Lâm Lạc đem tay phải bỏ sau lưng, đem tay trái vươn ra. Ở thần vương cảnh cường giả mà nói, dùng một tay cùng hai tay kỳ thật ở chiến lực không có bao nhiêu khác nhau, so đấu chính là vận dụng đối với thiên địa pháp tắc. Nhưng mấu chốt là thái độ này a, à, cái gì gọi là lấy lớn hiếp nhỏ, rõ ràng là nói thực lực của hắn càng mạnh hơn nữa. Nộ khí của Hỏa Gia Trạch lập tức bay thẳng cửu tiêu, hắn biết rõ dụng ý của Lâm Lạc là chọc giận mình do đó tự loạn trận cước, phát huy không ra chiến lực mạnh nhất. Nhưng người kia nào biết đâu rằng hắn tu hỏa hệ đại đạo đúng là cùng lửa giận tương quan, càng là sinh nội chiến lực của hắn sẽ càng cường đại. Oanh, đầu đầy tóc dài của hắn nhao nhao sông lên, hóa thành từng đạo hỏa long xoáy vũ, hai mắt cũng biến thành hai hỏa cầu, sáng ngời đến phảng phất như hai mặt trời. Chết, hỏa ra trạch nộ quát một tiếng, đối với loại này người hẳn phải chết này lại có cái gì đáng nói, trực tiếp chân sát. Hắn một tay thò ra, hóa thành một đạo biển lửa, hướng về lâm lạc cuồng quyển mà đi. Tuy hắn biểu hiện ra đối với lâm lạc rất là khinh thường, nhưng trên thực tế há sẽ thực sự không đem lâm lạc để vào mắt, dù thế nào lâm lạc cũng là dựa vào bản lĩnh thật sự đánh bại một vị tam tinh thần vương của hỏa gia hắn. Bởi vậy, vừa ra tay hắn là dùng toàn lực, lâm lạc quả nhiên chỉ dùng tay trái ngăn cản, bốn đạo thần vương cấp pháp tác lưu truyền, hắn ngăn cản rất cẩn thận. Hỏa gia chạy càng đánh càng nộ, hắn cảm giác chỉ cần lại tăng chút lực lượng là có thể đè sập lâm lạc thế nhưng mà kém một tí tẹo như vậy, lại để cho Lâm Lạc Tổng có thể khó khăn trèo chống tới. Lúc chiến cực nộ, hắn cuối cùng đem nguyên hỏa đao sau lưng thanh toán đi ra. Trận chiến này tuy dùng thần khí chi uy, thắng cũng không có sáng dọi gì, nhưng tổng so với không cách nào đánh bại Lâm Lạc trở thành trò cười của gia tộc càng tốt hơn. Ánh mắt của Lâm Lạc sáng ngời, thằng này rốt cuộc chịu đem kiện thần khí kia tế đi ra. Hắn sở dĩ chọc giận hỏa ra trạch, mục đích là vì để cho đối phương tế nguyên hỏa đao ra, bởi vì hắn cảm ứng cái kia cùng người tồn tại liên hệ đặc thù nào đó, nếu hỏa ra trạch không chủ động tế ra, trừ khi lâm lạc giết chết đối phương mới có thể cướp đoạt. Nhưng bên cạnh có chưa giải chi áp trận, lâm lạc không có khả năng giết được hỏa ra trạch như vậy dụ đối phương chủ động tế ra mới có thể thừa cơ cướp lấy. Thần khí là thần khí, tuy chỉ vẹn vẹn có uy năng của thiên thần cấp, nhưng lực lượng lại là tứ tinh thần vương hàng thật giá thật, cùng hỏa ra trạch nhất mạch tương thừa, để cho chiến lực của hắn bỗng nhiên đại tăng lên đạt tới độ cao tứ tinh thần vương lâm lạc thét dài một tiếng không gian thời gian hai đại thần vương cấp pháp tác đồng thời vận chuyển hướng về hỏa gia chạch oanh tới bành thời gian thêm không gian song trọng tâm thêm tốc độ cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hỏa gia Trạch tưởng tượng hơn nữa bất ngờ như thế để cho hắn căn bản phản ứng không kịp trên mặt khiếp sợ mới vừa vặn hiện lên một quyền này của lâm lạc đã oanh tới lồng ngực của hắn hắn mãnh liệt hừ một tiếng trong miệng cuồng phun ra máu tươi thân thể bị oanh bay. Mà lúc này lâm lạc chấp động đuổi theo, một cái phất tay, đem nguyên hỏa đao mà hỏa ra trạch nắm bắt dễ dàng hái xuống, lập tức thu vào trong đan điền không gian, không cho đối phương có cơ hội thu hồi chút nào. Hắn đã đoạt một thanh thần khí chân quý của hỏa ra, đối phương nhất định sẽ có đề phòng, bởi vậy, hắn chỉ có một cơ hội cướp lấy. Làm sao có thể, chư giải chi mắt thấy lâm lạc lại sử suốt không gian, thời gian hai đạo thần vương cấp pháp tắc, hỏa ra trạch bị nhẹ nhõm đánh bại, nguyên hỏa đao bị đoạt, chỉ có thể trừng lớn hai mắt lộ ra biểu lộ khiếp sợ tuyệt đối. chương 1435, lại đoạt thần khí hỏa ra. Một, ngoại trừ hỏa hệ cùng lôi hệ ra, tiểu tử này thình lình đã có được sáu đạo thần vương cấp pháp tắc hoàn toàn bất đồng. Nhưng ai có thể cam đoan hắn không có nắm giữ hai đạo pháp tắc khác, chỉ là không có dùng đến. Lâm Lạc khẳng định nắm giữ hỏa hệ thần vương pháp tắc, chưa giải chi là thần vương hỏa tu, đối với khí tức hỏa hệ tự nhiên thập phần hiểu rõ, chỉ có lôi hệ không có thể xác định phải trang nắm giữ mà thôi. Cái này là quái thai bực nào, thần vương chỉ có thể nắm giữ một loại đại đạo, đây là luật thép tuyệt đối. Như Liễu Bán Yên tuy có được sáu đạo thần vương pháp tắc, nhưng cái kia đều là thuộc về không gian hệ, tuyệt sẽ không có đại đạo thời gian, lôi, ngũ hành khác. Nhưng mà, luật thép ở trên người lâm lạc tựa hồ là dùng để đánh vỡ, từ bốn đạo pháp tắc đến sáu đạo pháp tắc, cái này cũng chẳng qua là biến hóa trên số lượng, hắn sớm đã sáng tạo ra kỳ tích đưa bảo đao cho ta. Hỏa ra trạch nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ người hóa thành một đoàn hỏa diễm phẫn nộ hướng về lâm lạc vào tới. Lúc này, hắn tự nhiên là hoàn toàn minh bạch sở dĩ trước kia lâm lạc bày ra một bộ cùng hắn thế lực ngang nhau, là muốn dụ hắn tế ra nguyên hỏa đao để cướp đoạt. Đáng thương hắn còn chỉ độn cho rằng song phương ở trên chiến lực ngang hàng, chỉ cần tế ra nguyên hỏa đao nhất định có thể chiếm được thượng phong. Kết quả lại trở thành đồng tử tiến đưa tài, đáng hận, đáng giận, tiểu tử này rõ ràng coi hỏa ra trở thành tụ bảo bồn, có thể tùy ý cho hắn lấy đồ vật sao. Bành, lâm lạc oanh ra một quyền, đem hỏa ra chạy oanh lui trở về, hiện tại mục đích của hắn đạt được, tự nhiên không cần phải cùng hỏa ra chạy diễn kịch nữa, chứ không có tế ra hắc động, sử dụng hỏa hệ pháp tắc, hắn là dùng hết sức. Đồ vật tiến vào túi hắn tự nhiên là của hắn rồi, nào còn có thể lại trả cho người. Hơn nữa, thanh nguyên hỏa đao này so với chuôi kiếm trước kia lấy được từ hỏa ra ẩn chứa lực lượng càng cường đại hơn, không sai biệt lắm có thể đem tu vi của hắn tăng lên nhị tinh thần vương không quản như thế nào hắn là quyết không trả nguyên hỏa đao ra hỏa gia đã muốn tìm hắn gây phiền toái như vậy hắn tự nhiên sẽ thu chút tiền lãi người mời võ giả nhập đấu thú trường chiến đấu còn phải chó chỗ tốt hiện tại hắn giàu gì cũng là một vị thần vương thu vài món thiên thần khí cũng không có thể hay sao trong mắt hỏa gia trạch phóng hỏa nguyên hỏa đao như thế nào là thiên thần khí tầm thường dùng hỏa gia bọn hắn ở thần giới nội tình tích lũy thâm hậu vô số nguyên kỳ cũng không có vài món, có thể dễ dàng bỏ qua hay sao? Như những thần vương bọn hắn này chết một người thì chết một người, thần vương pháp tắc có thể một lần nữa giao cho một đời tộc nhập mới, nói khó nghe một chút mà nói, vô số tộc nhân hỏa ra còn ngóng trong những thần vương bọn hắn nhanh chết, để cho những người kia có thể nhặt được vị trí tiến vào thần vương. Nếu so sánh, loại thần khí này ngược lại muốn chân quý hơn rất nhiều. Hắn tuyệt đối muốn cướp nguyên hỏa đao về. a à, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lâm Lạc nhào tới lần nữa, hỏa diễm nốt đằng, hắn thi triển hết có khả năng, liều cả tính mệnh. Nhưng thực lực sai biệt bày ở đàng kia, hắn chỉ là tam tinh thần vương, tuy có thể bắn ra chiến lực tứ tinh thần vương, nhưng không giống Lâm Lạc là cùng tu vài đạo thần vương pháp tắc, lại há có thể đánh đồng. Còn nữa, nguyên hỏa đao đã mất, chiến lực của hắn càng là ngã xuống một đoạn, ở trong mắt Lâm Lạc hắn tựa như một con khỉ nhảy nhót. Đã không biết chừng mực, vậy hảo hảo mà giáo huấn một lần. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, nắm đấm oanh ra, đối với hỏa gia trạch nện tới. Hỏa gia này đã muốn lấy tính mệnh của hắn rồi, hắn còn khách khí cái gì? Đúng vậy, hiện tại lực lượng của hắn còn chưa đủ để cùng hỏa gia chính diện chống đỡ, nhưng đã có người đưa tới cửa để cho hắn đánh, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, lại thu chút tiền lãi. Bang, 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 hỏa gia trạch bị oanh đến phá thành mảnh nhỏ, chỉ là một chút thần hồn thủy trung bảo trì nguyên vẹn, bị lâm là cẩn thận tránh đi, không có suy giảm tới chút nào đã đủ rồi, chư giải chi trầm giọng nói, tuy lần nữa thất bại trên mặt khó coi, thế nhưng mà để cho lâm lạc không ngừng đánh hỏa ra chạch sẽ làm dạng dỡ cho trên mặt hỏa ra sao. Bành, bành, lâm lạc lại đối với hỏa ra chạch đánh hai quyền mới thu tay về, cái này làm cho chư giải chi tức đến xanh mặt, hắn đã nói đủ rồi, lâm lạc lại không lập tức dừng tay, còn đánh thêm hai quyền, đây không phải hướng hắn khiêu khích vậy là cái gì. Ha 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 ha, người khác không dám cười, nhưng sự ánh tuyết lại sợ cái gì, chẳng những cười lớn tiếng thậm chí còn vỗ tay khó tránh khỏi để cho sắc mặt chư giải chi càng thêm khó coi dù sao đã là địch nhân lâm lạc lại không trông cậy vào chư giải chi sẽ nhìn tốt đối với hắn như vậy tại sao phải nghe lời của đối phương hắn bay lên một cước đem hỏa ra trạch đá về phía chư giải chi cười nói trả lại cho ngươi lồng ngực của chư giải chi kịch liệt phập phồng ánh mắt nhìn về phía lâm lạc tràn đầy sát khí ẩn ẩn có một đầu hỏa long ở sau lưng của hắn hiển hiện làm hình dáng gào thét, tay phải run nhẹ nhẹ, tựa hồ sắp khắc chế không được tự mình xuất thủ. Liễu bán yên hừ nhẹ một tiếng, tay phải bình thân, ngắt thủ quyết hình hoa sen, vũ đáng ra tuế nguyệt tang thương, sau lưng đồng dạng hiện ra sáu đoá ngọc liên cực lớn, thông thiên tiếp đất, có đại uy năng vô thượng. Chư giải chỉ biết rõ Liễu Bán Yên đây là đang cảnh cáo hắn, nếu hắn ra tay mà nói, Liễu Bán Yên tất nhiên cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Mặc dù mọi người cùng là cửu tinh thần vương, nhưng liễu bán yên lại nắm giữ sáu đạo không gian pháp tắc thần vương cấp tuy không giống lâm lạc nắm giữ sáu loại đại đạo bất đồng tới tăng phúc lớn như vậy nhưng đối với hắn lại là hoàn toàn nghiền áp ai bảo hỏa thị nhất mạch nhân đinh quá vượng ngay cả hỏa gia lão tổ cũng chỉ nắm giữ ba đạo hỏa hệ thần vương pháp tắc tính toán vị kia tự mình ra tay cũng không phải đối thủ của liễu bán yên mấy trí tôn không ra trong thần vương duy nhất có thể chiến thắng liễu bán yên ngược lại là lâm lạc tương lai đạt tới cửu tinh thần vương không không cần cửu tinh Điều tử này ở nhất tinh thần vương có thể đánh bại tứ tinh thần vương, trên lý luận hắn tới lục tinh thần vương có thể oanh bại cửu tinh thần vương, đương nhiên, đây cũng chỉ là cửu tinh thần vương bình thường, như Liễu Bán Yên loại nắm giữ sáu đạo thời gian pháp tắc này, khả năng Lâm Lạc phải tới thất tinh thần vương thậm chí bát tinh thần vương mới có thể có tư cách đối kháng. Tưởng tượng tới đây, trong lòng Chư Giải chi càng thêm lo sợ. Loạn Không nhất mạch Nhân Đinh rất thưa thớt, Liễu Bán Yên chính là ái đồ duy nhất của vị trí tôn kia bản thân lại vô cùng tuyệt mỹ nam nhân nào không muốn lấy về